Chính là hắn. Ôi, sao mà ra đồng nổi yếu biết sao đánh lại. Giang Anh, đánh giờ nó chết luôn đi. Con không được manh động, biết là hắn là được rồi. Đi, chúng ta về bàn bạc với cha con rồi tính sau. Đi, chúng ta đi. Sao đi đừng làm loạn nữa. Đây chính là vũ trường nổi tiếng nhất tên Bách Lạc Môn. Cậu có biết không? Rất nhiều những người giàu ở Thượng Hải đều thích tới đây. Những người thích nhảy cũng sẽ tới chỗ này. Vậy sao? Chúng ta vào trong xem thử. Đi. Đi. Kỷ tiên sinh, Phó Quan Hà. Vị này là Dung thiếu gia. Dung thiếu gia, đây là Phó Quan Hà. Xin chào. Xin chào. Hai người cũng tới đây chơi sao? Không. Tôi đưa Dung thiếu gia tới xem thử. Cậu ấy chưa biết. Đi, chúng ta cùng nhau đi ăn khuya. Tôi phải đi với Dung thiếu gia vào trong xem thử nữa. Đi thôi. Không sao Kỷ tiên sinh, anh có việc thì cứ đi trước đi. Vậy tôi không theo cậu vào trong nữa. Không sao. Vậy tôi đi nghe. Đi. Chúng ta đi. Đi. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi hả? Đúng là vui thiệt đó nghe. Tình cờ quá. Vào đi. Qua đây với chị hả? Ngại lâu quá nhập đi. Biết anh nhớ không? Xin mời. Em đâu có biết. Qua đây đi. Qua đây. Uống cái gì vậy? Uống. Còn chút đồ nữa. Đây. Rồi, ngồi đây nè. Lòng muốn đồ uống đi. Sinh, sao cậu ngồi một mình ở đây vậy? Tôi ngồi với cậu nha. Cậu không mời tôi uống một ly sao? Cô có chuyện gì không? Phục vụ, lấy ly rượu tới đây. Chàng trai trẻ à, chắc là lần đầu tiên cậu tới Thượng Hải đúng không? Tôi thấy cậu không giống người địa phương. Cho hỏi, ở đây có vị lão tiên sinh nào tên là Miêu Nhất Nhạc không? Miêu Nhất Nhạc hả? Cậu đang nói Miêu lão tiên sinh hả? Đúng. Tôi biết ông ấy. Ông ấy thường hay tới đây chơi lắm. Thật sao? Tôi đây hả? Thường với ông ấy lắm đó. Không. Anh Thiếu Lâm đang tìm cô. Đi theo tôi, mau. Mau lên. Nè, làm gì vậy? Mau, nè. Anh Thiếu Lâm. Anh Thiếu Lâm. Xe kéo đây.
đi học hỏi được nhiều thứ lắm. Dạ, xin mời vào trong. Đúng rồi. Xin mời. Phải có bạn mới vui. Ai cho cô chạy lung tung hả? Dừng tay! Các người làm những hiếp phụ nữ vậy? Tôi thích như vậy đó. Đánh! Họ đánh nhau rồi. Cậu sao vậy? Tôi bắn chết cậu. Đừng nha. Dừng tay. Đừng giết người nha. Ai vậy? Biết sao nguy hiểm quá trời. Ai vậy? Sao lại như vậy chứ? Máu me không? Anh Thiếu Lâm, nể mặt của tôi, thả cậu ta đi. Được, hôm nay tôi sẽ nể mặt của cô. Cậu hãy cẩn thận nữa nghe. Vậy là tha rồi. Dạ. Trời hay quá. Lúc nãy ngồi bên này đâu thấy gì đâu. Thế ghê. Cậu không sao chứ? Cũng quá đáng thiệt đó. Dễ dàng bỏ qua vậy sao? Không sao. Khách sạn Phổ Giang. Trưởng quầy. Trưởng quầy. Cho tôi hỏi, Kỷ tiên sinh ở lầu 2 đã về đây chưa vậy? Chưa về. Vậy cho tôi hỏi đường đi tới vũ trường Bách Lạc Môn được không? Bách Lạc Môn hả? Cô tới đường Hà Phi hỏi một chút là sao biết ngay thôi. Cảm ơn nha. Được cả sao mà. Chúng ta qua đó. Ê, đi Văn Anh. Hả? Ông ngoại. Đợi chút nha. Ông ngoại. Ê, sao con lại chạy tới Thượng Hải vậy? Con không phải ở Phật Sơn với cha con hả? Con tới tìm ông và mẹ đó. Phải rồi, mẹ con tìm được ông chưa? Tìm được rồi, có chỗ ở luôn rồi. Đi gặp mẹ nha. Đợi đã, con còn phải tìm người khác nữa. Còn tìm ai nữa? Có một người bạn ở Phật Sơn cùng con tới đây tìm ông. Giờ con không thấy anh ấy nữa rồi. Hả? Đi đâu mất rồi? Anh ấy nói là phải tới vũ trường Bách Lạc Môn này tìm ông. Hả? Tướng ta là sao vậy? Là một chàng trai trẻ, ốm ốm cao cao, mặc bộ đồ hồi xưa. Được, để ông đi dò hỏi giùm con nghe. Ông chú Miêu, tôi muốn hỏi một chuyện. Tối hôm nay có một chàng trai trẻ từ địa phương khác tới đây chơi không vậy? Đúng là có một người từ chỗ khác đến, cũng có chút mâu thuẫn với anh Thiếu Lâm, sau đó được chị Tuyết dẫn đi mất rồi. Trời đất ơi. Ê cha. Sao rồi hả ông ngoại? Sao lại gặp phải chị Tuyết chứ? Chị Tuyết nào vậy? Con yên tâm, ông biết cậu ta đang ở đâu, ông sẽ đi tìm ha. Còn con tới phòng 307 của nhà hàng Charlie tìm mẹ của con ha. Dù gì con cũng nhớ mẹ con lắm. Vậy con đi thăm mẹ nha. Được. Ông ngoại, vậy chuyện này nhờ ông hết rồi đó. Con yên tâm. Đi thôi. Đi, cẩn thận chút nghe. Dạ. Có chuyện gì vậy? Trời ơi, anh có việc gấp rồi. Có gì gì mà gấp gáp trời như vậy ơi, chứ? Bây giờ anh phải vậy đi làm em liền. Em phải làm sao đây? Anh về rồi tìm em nghe. Anh về rồi nhớ không tìm em cái. Chà, ngoan quá. Được rồi, anh đi nghe. Quán cà phê Victoria. Chị Tuyết à, hôm nay rất cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi. Không cần cảm ơn. Vốn dĩ tối hôm nay tôi cũng không định tới Bách Lạc Môn đâu.
nhưng mà sau đó lại thay đổi ý định, cho nên mới gặp được cậu. Xem ra chúng ta cũng rất có duyên phận. Đám người hôm nay, tại sao lại sợ chị dữ vậy? Cậu mới tới Thượng Hải phải không? Đúng vậy. Khi nào cậu ở đây lâu rồi, cậu sẽ biết là những người đó tại sao lại nể mặt tôi như vậy. Phải rồi, cậu là người địa phương khác, vừa mới tới Thượng Hải đã dám chọc ghẹo họ. Cậu cũng to gan lắm. Thật ra thì tôi cũng không muốn chọc ghẹo họ. Chỉ là họ ăn hiếp một người phụ nữ như chị, tôi cảm thấy không thể nào nhịn được. Cho nên tôi... Có lòng trượng nghĩa. Tôi rất ngưỡng mộ cậu. Hả? Cảm ơn chị Tuyết. Cậu là người ở đâu? Ở Phật Sơn. Một mình cậu đi tới Thượng Hải sao? Không phải, tôi cùng với bạn của tôi tới đây. Vậy hai người ở đây bao lâu? Chuyện này thì thật ra tôi cũng không biết. Xin lỗi, có phải tôi hỏi quá nhiều không? Không phải. Không phải. Cậu có đói không? Ăn chút gì đi. Không cần đâu, lúc nãy tôi ăn rồi. Bò bít tết ở đây mùi vị ngon lắm, cậu ăn thử đi. Phục vụ, thực đơn. Dạ được. Mẹ! Trần Anh, sao con lại tới đây vậy? Có phải cha con chọc giận con không? Không có. Cha kêu con tới đưa mẹ và ông ngoại về Phật Sơn. Sao ông ấy không đích thân tới? Mẹ còn giận cha nữa sao? Cha chỉ là nhất thời hồ đồ. Thật ra cha rất nhớ mẹ đó. Cha còn nói sẽ nói lời xin lỗi mẹ. Mẹ có biết không? Cha còn khóc nữa. Cha còn khóc sao? Không thể nào. Cha mẹ làm vợ chồng 20 mấy năm rồi, chưa từng thấy ông ấy khóc bao giờ. Lần duy nhất chính là ông nội con qua đời. Cha khóc thật mà. Cha xin lỗi con, còn xin lỗi mẹ nữa. Cha nói là gia đình chúng ta quan trọng nhất. Được rồi, đừng nói tới cha con nữa. Nói cho mẹ biết, sao lại kêu ông ngoại con cùng nhau về Phật Sơn vậy? Chuyện này nói ra dài dòng, lát nữa con sẽ từ từ giải thích cho mẹ biết. Được. Chàng Anh à, tối nay chúng ta nói chuyện với nhau nha. Dạ. Không được, con phải đợi A Khoan về đây. Nếu anh ấy không tìm được con sẽ sốt ruột lắm. A Khoan cũng tới à? Đúng vậy. Vậy mẹ đi với con. Dạ, trên đường con từ từ giải thích cho mẹ biết. Được, đi. Nè, chủ nhân của cậu đâu? Ở trong kia. Cảm ơn nghe. Sư mẫu, tìm tôi có chuyện sao? Không có chuyện gì. Tôi chỉ muốn hỏi là lúc nãy ở Bách Lạc Môn cô có ra tay giúp đỡ một chàng trai trẻ phải không? Tôi không biết ông đang nói cái gì. Ý tôi là chàng trai trẻ tên là Dung Khoan đó, hắn có phải ở đây không? Ông nghe chuyện này từ đâu? Cho dù là phải, tôi giúp người ta một việc, ông cũng xen vào à? Không, tôi sợ là cậu ta làm phiền cô. Cậu ta không làm phiền tôi, là ông đang làm phiền tôi. Cậu ta đi rồi. Ông còn đứng đây làm gì? Có phải muốn uống cà phê không? Không dám. Cô uống từ từ, tôi xin phép nghe. Giờ đã mấy giờ rồi còn chưa về đây? Con đừng gấp, chắc cũng sắp về rồi đó. A Khoan,
Anh đi đâu mất tiêu vậy? Biết mấy giờ rồi không? Làm tôi sốt ruột lắm đó. Khương đệ thẩm, cuối cùng tìm được ba rồi. Dùng thiêu gia kêu A Khoan là được rồi. Nè, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải nói có người nào tên chị Tuyết đã cứu anh rồi sao? Phải, đúng là có chuyện này. Chị ta đã cứu tôi, tôi cũng không biết tại sao. Chị ta còn kêu tôi đi uống cà phê nữa. Ông ngoại tôi đi tìm anh không gặp được hả? Tìm được ông ngoại rồi sao? Ừ. Vậy thì tốt quá. Để tôi đi mở cửa. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Ông về nhà đã nhìn thấy tờ giấy nhắn con để lại nên ông lập tức tới đây. À phải rồi, Giang Anh, sao ông tìm hoài cũng không thấy bạn con vậy? Con cười cái gì? Cha, chẳng phải đang ở đó sao? Hả? Ê, cậu ta trốn làm gì vậy? Hả? Cậu trốn ở đây làm cái gì? Có sao hay không? Dạ chào Miêu lão tiền bối. Tiền bối được rồi, bỏ chữ lão đi nghe. Dạ dạ, chào Miêu tiền bối. Giang Anh à? Dạ. Bây giờ đã tìm được người rồi, mọi người mau chóng thu dọn đồ đạc. Tối nay ở lại đây, nhưng phải đổi phòng khác ở. Sáng sớm mai mau chóng về Phật Sơn. Cha, sao lại gấp gáp như vậy? Tình hình trước mắt vô cùng phức tạp, nhất thời cha cũng không giải thích được ha. Nhanh lên đi. Dạ được. Nhanh lên. Xe kéo à? Dạ, tái liền, tái liền. Mau lên, lên xe, dạ. lên xe. Mau, lên xe đi, mau, nhanh lên. Dạ rồi, lên xe, ngồi vững nha. Lên đường. Xuống xe, nhanh lên. Mau xuống. Ủa? Xe đi theo tôi, mau lên. Là không đi, nhanh đi, nhanh đi. Cha. Nhanh. Sao nhanh vậy? Lên. Ủa, đi là... theo cha. Không đi thiệt hả? Sư mẫu. Dương thiếu gia, nhanh vậy đã muốn quay về rồi sao? Không nói một tiếng nào hết, vậy là không coi tôi là bạn rồi. Tôi có chuyện quan trọng phải trở về Phật Sơn, cho nên... Sư mẫu, cô đừng có trách. Quá thật là Phật Sơn có việc gấp, cho nên phải nhanh chóng quay về, không kịp nói với cô một tiếng thôi. Vậy tôi tiễn các người đi nha. Dạ không phiền sư mẫu đâu. Bởi vì tiểu thư, nhanh lên. Sư mẫu. Hả? Chị Tuyết à, chị không sao chứ? Hả? Hội tốt ngàn năm mới có được đó nghe. Không biết là Kỷ tiên sinh đây có hứng thú hay không hả? Có, đương nhiên có. Chuyện gì cũng phải làm từ dưới lên mà. Nếu cậu hiểu như vậy thì tốt rồi.
chỗ tôi có một tờ đơn, cậu điền vào đây trước nha. Được. Không biết là chuyện lần trước mà tôi nói với cậu, cậu có còn nhớ không? Ngân hiệu Đức Khánh. Tiên sinh à, cậu muốn bán hết hay sao? Phải, làm phiền ông xem giùm tôi. Hai hôm nay giá thị trường thấp, giờ cậu bán sẽ lỗ vốn lắm đó. Hai hôm nữa đợi giá thị trường lên bán cũng còn kịp mà. Không được, tôi đang cần tiền gấp. Làm phiền ông tính giùm tôi xem đổi được bao nhiêu ngân phiếu. Được rồi, cậu đợi một chút nha, tôi đi tính cho cậu. Được. Phó Quang Hà, đây là ngân phiếu 500 đại dương, mời anh nhận cho. Không cần đâu, không cần. Tôi mà không tin cậu sao? Chuyện này đã làm phiền anh nhiều rồi. Như vậy đi, giờ tôi sẽ đi tìm người sắp xếp mọi thứ cho cậu. Cậu ở đây đợi tôi nghe, tôi sẽ quay lại ngay. Vậy tôi nhờ anh hết nha. Được. Cho tôi một ly nữa. Dạ được. Lát nữa anh phải uống thêm vài ly đó nha. Được, nhớ được đó mà. Nha. Đi, chúng ta qua đó ngồi đi. Phải đó qua ngồi đi. Được, được. Đi đi. Thành Vân. Anh Chí Diễn. Trời, Thành Vân, sao cậu lại ở đây? Không phải anh đi công tác à? Công tác hả? Tôi đi công tác vậy chứ. Tôi đang ở Thượng Hải mà. Hả? Nè, chúng ta ngồi xuống từ từ nói hả? Nè, được, qua bên này ngồi đi. Ngồi đi. Dạ. Phục vụ, đem rượu tới đây. Dạ. Hai người cũng ngồi đi, nhanh lên. Dạ được. Dạ được. Thành Vân à, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Đúng vậy. Có còn nhớ năm đó chúng ta đang du học ở Nhật Bản không? Nhớ chứ. Rất nhiệt huyết luôn. Còn nhớ một lần, cậu, tôi nè, Diêu Lập Trung, chúng ta đã chuốc sang người Nhật Bản chuyên gia ăn hiếp du học sinh Trung Quốc, cuối cùng đã đánh cho họ một trận thật hả? Phải. Anh vẫn còn nhớ à? Trí nhớ tốt thiệt đó. Cậu tới Thượng Hải hồi nào vậy? Sao không tới tìm tôi? Tôi đi tìm anh đã mấy lần rồi, đều bị phó quan của anh cản ngoài cửa nói anh đi công tác rồi. Phó quan Hà hả? Anh cười cái gì vậy? Có phải hắn vừa gặp cậu đã nói có thể tìm một chức quan cho cậu, chỉ cần một chút cái này để lo lót quan hệ không? Đúng vậy. Sao anh lại biết vậy? Tên này đã dùng cách đó gạt biết bao nhiêu người rồi, kể cả cậu cũng mắc bẫy sao? Anh biết rõ hắn ta gạt người là cấp trên của hắn, sao anh không quản lý vậy? Thôi bỏ đi. Không được, tôi phải đi tìm hắn nói cho rõ ràng. Cậu muốn kiện hắn sao? Kiện hắn lấy tiền của cậu rồi không cho cậu làm quan hả? Giờ cũng không biết hắn chạy đi đâu nữa rồi. Vậy tôi phải làm sao? Theo tôi thấy thì chuyện này chỉ trách cậu không biết nhìn người thôi hả? Không trách hắn được. Được rồi, đừng có để ý tới số tiền đó nữa, coi như bỏ tiền ra mua một bài học đi hả?
À, hôm nay cậu tới đây tôi sắp xếp cho cậu, có được không? Nè, uống rượu với vị tiên sinh này đi. Uống đi, hả? Chúng ta uống rượu trước. Không được, không được. Tôi phải đi tìm hắn. Ê, trời ơi. Như vậy làm sao được? Có chuyện gì đi nữa, cứ uống rượu xong rồi tính, hả? Không. Ê, này nè, rất hiếm khi gặp nhau, cậu nhất định phải ngồi xuống uống rượu với tôi. Thì trưởng lý cũng đã nói rồi, anh uống thêm một ly nữa đi. Uống thêm đi mà. Nè nè, uống rượu đi, uống đi. Trời ơi, giỏi thật. Ly rượu này cậu nhất định phải uống. Không được, tôi không uống, tôi không uống được. Tôi không uống được, phải uống đó. Thật sự không uống được, thật sự không uống được. Nè, tôi nói cho cậu nghe, cậu nhất định phải uống ly rượu này mới được đó nghe. Uống thêm một ly nữa đi mà. Uống đi. Nè, cẩn thận từ đó. Cẩn thận đó. Nè, cẩn thận một chút. Nè, đi bên này, đi bên này. Nè, bên này, ở nè. Anh Chí Diễn, anh không sao chứ? Anh Chí Diễn, sao anh uống nhiều vậy làm gì? Sao làm quan mà cũng trở thành ông nổi vậy? Nói đi, tôi trở thành người như thế nào hả? Anh Chí Diễn, trước đây anh đâu phải người như vậy. Anh là một người có lý tưởng và có hoài bão. Anh có còn nhớ từng lời anh nói hay không? Anh nói anh sẽ làm một vị quan tạo phúc cho nhân dân. Anh phải trừng trị bọn tham quan vô lại, anh phải thay đổi quốc gia này. Nhưng bây giờ chẳng phải anh cũng giống như họ hay sao? Anh cũng tham ô giống như họ thôi. Phải. Trước đây tôi không uống rượu, không chơi phụ nữ, có lý tưởng, có hoài bão giống như cậu vậy. Có tác dụng sao? Hả? Cậu nhìn người xung quanh đi, người này tham hơn người kia, không phải đấu đá lẫn nhau thì là kéo bè kết phái. Cho dù cậu có liều mạng cũng không có tác dụng thay đổi được sự thật đâu. Cậu nói tôi tham ô giống họ, không tham ô thì sẽ chết chung với nhau, thịt nát xương tan đó, cậu hiểu hay không? Hả? Cậu chọn cái nào đi. Cậu còn dám nói tôi nữa, cậu hãy nhìn cậu đi. Cậu cũng bỏ tiền ra mua chức quan mà, cậu ngốc hơn, có tác dụng gì chứ? Cậu có thể cứu lấy tổ quốc, cứu lấy thế giới sao? Ấu trĩ. Hôm nay anh rất vui. Em ơi, chủ anh vậy thật là quá tốt rồi. Lần sau lại tới nha. Thế thương quá. Để mới được. Phải đó, phải đó. Đi tiếp đây. Ôm một cái đi ha, chỗ này được lắm đó. Chỗ này được lắm ha. Phải đi nữa. Phải đi nữa mới được ha. Trời ơi, sao nó cũng khác ha. Lần này tôi cảm thấy vui quá. Anh là đồ lừa đảo. Mau trả tiền cho tôi. Mau trả 500 đại dương cho tôi. Con nghe thấy không hả? 500 đại dương, số tiền đó để cho tôi xỉ răng cũng không đủ nữa. Là còn muốn tìm việc làm hả? Nằm mơ đi, đồ nhà quê. Đánh đi, đánh đi, đồ khốn. Đứng dậy cho tôi. Đồ nhà quê, dám tới đổi tiền hả? Sau này đừng để tôi gặp cậu ở Thượng Hải. Gặp cậu một lần tôi sẽ đánh một lần. Đi. Cẩn thận cho tôi đó. Nhớ cho kỹ nha.
Tình hình sao rồi? À, bây giờ đã hoàn toàn vượt qua nguy hiểm. Tình hình của bệnh nhân rất tốt, mọi người vào trong được rồi. À, các cậu canh chừng nghe. Dạ. Sư mẫu, sư mẫu à, cô không sao chứ? Tạ ơn trời đất, nếu cô mà có mệnh hệ gì thì tôi không biết phải làm sao ăn nói với sư phụ với suối vàng nữa. Chị Tuyết, cảm ơn chị đã cứu tôi. Nếu không phải chị đỡ đạn giùm cho tôi thì bây giờ người nằm ở chỗ này chính là tôi rồi. Không cần cảm ơn. Dạ, đi thôi. À, sư mẫu à, chúng ta đang vội về Phật Sơn, cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Vậy nghe, sau khi tôi đưa họ về Phật Sơn rồi, tôi sẽ trở về thăm cô ha. Đi đi. Đúng đó chị Tuyết à, chị mau nghỉ ngơi cho khỏe đi, chúng tôi sẽ tới thăm chị sau. Cảm ơn chị nghe. À, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Dung Khoan. Chị Tuyết, tôi có chuyện nói với cậu. À khoan, à, sư mẫu, hai người nói chuyện đi. À khoan, nhanh lên. Nhưng chị Tuyết, ngồi đi. A Khoan, tuy chúng ta gặp nhau không được vài lần, tôi cũng không hiểu rõ về cậu lắm, nhưng tôi cảm thấy cậu là một người đàn ông xuất chúng. À, chị Tuyết à, chị quá khen tôi rồi. Thật ra thì tôi là một thằng rất là ngốc nghếch. Không, lần đầu tiên khi tôi gặp được cậu, cậu đã có thể vì một người xa lạ chưa từng gặp mặt mà xả thân cứu họ. Tôi cho rằng cậu là một người tốt bụng, rất ngay thẳng và rất dũng cảm. Chị Tuyết à, chị đừng có nói vậy mà. Chị nói vậy tôi cảm thấy ngại lắm. Thật ra thì tất cả những người có lòng chính nghĩa gặp phải những chuyện này cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi. Không phải đâu. Ở Thượng Hải, tôi chưa từng gặp người đàn ông tốt nào giống như cậu hết. Không phải chứ. Chị Tuyết à, chị xem, chị hiền lành như vậy, lại xinh đẹp nữa chứ, lại còn có địa vị cao nữa, sao có thể không gặp được đàn ông tốt chứ? Cho dù bây giờ chị không gặp được thì chắc chắn sau này cũng sẽ gặp được. Cho dù tôi thật sự gặp được rồi, cậu cảm thấy tôi có thể giữ người đó ở bên cạnh sao? Sau nửa ngày trời rồi còn chưa ra. Cha à, hay là cha vào trong xem thử đi. À, hả cha? Ông ngoại. À, được được được. Lão tiền bối, ông cũng muốn vào trong hay sao? Không 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 không, chúng ta mau đi thôi. Mau đi thôi. Đi 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 đi, nhanh lên nhanh lên. Mau 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 mau. Nhân anh, sao cô không đi? Hai người nói chuyện nhanh quá ha. Chị ta nói cái gì vậy? Đâu có nói gì đâu.
nói như là khách sáo thôi à. Lời khách sáo. Ôi, bộ ghen rồi hả? Được nha. Dung phủ. Dung lão gia, bây giờ An Trang chủ đã chiếm hết việc kinh doanh cấp phát cá mặn rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không những chúng tôi không làm, e rằng cả Phật Sơn này cũng sẽ bị ảnh hưởng đó. Phải đúng rồi đó. Mọi người đều biết giờ trên người tôi đang có vụ kiện, cho dù tôi có lòng quay về cũng sẽ liên lụy tới mọi người. Dung lão gia, khi nào vụ án này mới có thể kết thúc vậy? Tôi cũng không biết, nhưng trong vòng 10 ngày chắc chắn sẽ có kết quả. Hả? 10 ngày nữa hả? Làm sao giải quyết được? Hay là chúng ta ngày mai cùng nhau nghỉ bán, không buôn bán nữa, để vụ án của Dung lão gia có kết quả, chúng ta mới khai trương đi. Có lý, có lý. Đúng, có lý đó. Chúng ta cùng nhau chống đối với Sơn Trang Tỉnh Thủy, không nhập hàng của họ, để coi hắn còn dám để giá cao như vậy nữa hay không. Đừng. Mọi người tuyệt đối đừng có manh động như vậy. Như vậy không có lợi cho bất cứ người nào cả. Dung lão gia, ông sợ Sơn Trang Tỉnh Thủy sao? Sao tôi lại sợ bọn họ chứ? Tôi sợ mọi người chịu thiệt thòi. Nếu mọi người thật sự nghĩ bán để biểu tình thì Sơn Trang Tỉnh Thủy sẽ không bỏ qua như đúng vậy. Đúng rồi. Nếu như mọi người ủng hộ Dung lão gia tới như vậy, vậy thì mong mọi người hãy đợi thêm vài ngày đi. Được rồi, chúng ta đều là thật lòng mong Dung lão gia bình an kết thúc vụ kiện cáo này, sớm ngày quay về cùng chúng ta chỉnh đốn lại thương hội, khiến ngành cá ở Phật Sơn sớm ngày hưng thịnh trở lại. Tôi cảm ơn mọi người đã yêu thương. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức đánh thắng vụ kiện này. Mong mọi người hãy yên tâm. Được rồi, Dung lão gia, vậy chúng tôi xin cáo từ đây. Cáo từ. Cha, thuốc nấu xong rồi, cha mau uống đi. An Trang chủ, về chuyện của Dung Thương Hải, ông cảm thấy làm sao mới được đây? Không cần thẩm vấn nữa. Hả? Tại sao vậy? Tôi đã có cách khác đối phó với hắn, ngài không cần phải lo lắng nữa. Nhưng mà An Trang chủ lần này ông đã nói với tôi như vậy rồi mà, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội xử lý Dung Thương Hải, sao ông có thể dễ dàng tha cho hắn được chứ? Lúc trước khác, bây giờ khác, tình hình sẽ thay đổi không ngừng nghỉ mà. Dạ, tôi đã báo cáo lên trên rồi, như vậy khó ăn nói lắm. Miệng là của ngài mà, ngài muốn nói sao mà không được. Nói là vì tôi bỏ trốn là được rồi đó. Báo cáo. Gấp gáp cái gì? Không thấy tôi và An Trang chủ đang bàn công chuyện sao? Sư trưởng, không xong rồi, bên ngoài rối tung lên rồi. Nói cho rõ coi. Người của thương hội hãng cá đều đang biểu tình ở bên ngoài kìa. Không được kê cao giá cả. Không được kê cao giá cả. Đã đảo gian thương. Đã đảo gian thương. Không được kê cao giá cả. Không được kê cao giá cả. Hãy chai Sơn Trang Tỉnh Thủy. Hãy chai Sơn Trang Tỉnh Thủy. Không được kê cao giá cả. Không được kê cao giá cả. Phản đối ức hiếp dân lành. Phản đối ức hiếp dân lành. Không được kê cao giá cả. Ê, cái đám khốn nạn này dám gây chuyện với tôi sao? Giờ tôi sẽ dẫn theo lính bắt hết bọn họ. Tranh chấp ở dân gian phải nhờ vào dân gian để giải quyết, không phiền sư trưởng phải ra tay đâu. Tôi muốn để cho họ biết kết cục chống đối với Sơn Trang Tỉnh Thủy. Ghé vô.
Ra tay. Các người đừng có làm như vậy, đừng có đánh nữa mà, đừng có đánh nữa, đừng có đánh nữa mà, đừng có đánh nữa. Trời ơi, dừng tay đi. Đại phu, cha tôi thế nào rồi? Không sao, Dung lão gia vì u uất ở trong lòng nên tích tụ ở gan thôi, không phải bệnh gì nghiêm trọng lắm đâu, uống hai lần thuốc là khỏe à. Cảm ơn ông nhiều. Khương sư phụ, ông mau ra ngoài nhìn thử đi. Ở đây nè. Đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi nghe lời của chú ba, cùng nhau tẩy chay Sơn Trang Tĩnh Thủy, ra đường biểu tình chống đối việc họ kê cao giá lên. Thật không ngờ Sơn Trang Tĩnh Thủy lại phái người ra tay tàn ác như vậy, không chỉ đập phá sạp của chúng tôi, còn đánh chú ba trở nên như vậy. Khương sư phụ à, ông phải làm chủ cho chúng tôi đó. Không thể để như vậy được. Đúng là hiếp người quá đáng. Đi, chúng ta đi tìm họ tính sổ. Đi thôi. Khương sư phụ, tuyệt đối không được manh động. Dung lão gia, tại sao giờ chúng ta bị người của Sơn Trang Tĩnh Thủy đè đầu cởi cổ cũng không được phản kháng? Chẳng lẽ ông sợ bọn họ sao? Xin hãy nghe tôi nói, bây giờ không phải là lúc đấu đá nhau. Thủ đoạn của Sơn Trang Tĩnh Thủy nham hiểm ác độc, nếu chúng ta công khai đối với họ chắc chắn sẽ thiệt thòi. Chú ba chẳng phải là ví dụ sao? Vậy thì chúng ta nên báo thù cho chú ba đi. Đi liều mạng với họ. Thật không dám giấu, tôi đã từng đi vào trong Sơn Trang Tĩnh Thủy, ở trong đó nuôi rất nhiều cao thủ võ lâm và đội súng Tây Dương. Mọi người hành động như vậy không phải hy sinh oan uổng hay sao? Khương sư phụ, chúng ta nhẫn nhịn thêm chút đi. Được, tôi đã mời nhạc phủ của tôi làm Miêu Nhất Nhạc, chắc sẽ nhanh chóng tới Phật Sơn thôi. Mối thù với Sơn Trang Tĩnh Thủy chúng ta nhất định phải trả. Chú ba, dưỡng thương cho khỏe. Chú yên tâm, mọi người sẽ không để chú bị thương oan uổng như vậy. Cảm ơn ông. Ông chủ, tính tiền. Tới ngày. À quá, cậu chui xuống đó làm gì vậy? Lo đi tính tiền đi. Sai như quá, anh nói cho tôi biết Hồng Thái vì cứu anh có phải bị Sơn Trang Tĩnh Thủy bắt đi không? Ê, Dung Dung à, cô đừng có đi theo tôi nữa. Tôi đã nói với cô rồi là tôi không biết. Anh nói dối. Ngoài anh ra còn ai biết anh ấy đã đi đâu chứ? Được, giờ cậu ấy đang ở Sơn Trang Tĩnh Thủy thì cô làm gì được đây? Tôi đi tìm anh ấy, cứu anh ấy ra ngoài. Cô đừng có ngây thơ nữa. Cô biết rõ là bản thân cô không làm được. Làm được hay không là chuyện của tôi. Tôi muốn cứu đó, không cần anh lo. Nè, cô có thể được bướng bỉnh như vậy được không? Cô có từng nghĩ là nếu cô xảy ra chuyện thì cha của cô phải đi cứu cô à? Có phải cô muốn cha cô mất mạng luôn hay không hả? Vậy chúng ta cũng không thể đứng nhìn Hồng Thái gặp nguy hiểm, bọn họ tha cho anh ấy sao? Vốn dĩ tôi không muốn nói với cô. Thật ra Hồng Thái kêu tôi nói với cô, kêu cô hãy quên cậu ấy đi. Lần này
Cậu ấy đã quay về Sơn Trang Tĩnh Thủy rồi. Anh nói dối tôi không tin. Anh ấy không làm chuyện xấu với bọn súc sinh đó đâu. Tôi phải tìm anh ấy, hỏi cho rõ. Nè. Nếu cậu ấy không quay về đó, họ cũng sẽ không tha cho cậu ấy. Hồng Thái cũng rất là khó xử. Anh còn nói nữa, đều tại anh hết đó. Ai hiểu anh không đánh lại Lâm Nhược Phi nên anh ấy mới bị bắt đi. Đủ rồi. Cô tưởng là tôi thấy dễ chịu sao? Cô biết cậu ấy được mấy ngày chứ? Hồng Thái là anh em lớn lên với tôi từ nhỏ đó. Cô mãi mãi không nghĩ tới cảm nhận của người khác, chỉ biết cô thôi. Cô là con nha đầu khiến cho người ta ghét nhất luôn đó. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô đi mau đi. Nào. Ủa, Thanh Vân gửi thư hả? Không có. Cũng không biết bây giờ anh ấy sao nữa. Trước đây ăn cơm đều là ba người ngồi ăn chung. Bây giờ thiếu anh ấy, luôn cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó. Anh đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, mau ăn cơm đi. Sao không có cá mặn gì? Cá mặn? Thời buổi này mà nhà nào ăn được cá mặn thì giống như ngày Tết vậy đó. Thời thế gì vậy chứ? Cá mặn cũng đắt hàng tới vậy sao? Bây giờ ở bên ngoài lộn xộn lắm, em ra đường mua đồ cũng thấp thỏm không yên. Khắp nơi đều là sòng bạc, kỹ viện. Không biết là tiếp tục phát triển như vậy, Phật Sơn sẽ trở nên như thế nào nữa. À, phải rồi Lập Trung, nếu như Phật Sơn lộn xộn như vậy, anh có từng nghĩ tới chuyện rời khỏi không? Hả? Rời khỏi? Đúng vậy, phải thay đổi theo thời thế. Bây giờ thời thế khác xưa rồi, chúng ta không cần phải ở một nơi cố định suốt đời. Thanh Dân có thể đi Thượng Hải, chúng ta cũng có thể đi nơi nào thoải mái hơn, sinh sống cho thật tốt. Chúng ta không đi được. Tại sao vậy? Không thoải mái thì bỏ đi, đổi nơi khác nói không chừng cũng không thoải mái thì sao? Chúng ta phải đổi tới khi nào mới chịu dừng lại đi chứ. Đổi nơi khác thì sao chứ? Dù gì công việc của anh ở cục bảo vệ suốt ngày cũng không được trọng dụng, đâu có gì đáng để anh lưu luyến đâu. Theo em thấy, đổi công việc sớm hơn, làm cái gì cũng tốt hơn công việc hiện giờ. Hơn nữa, bất luận làm công việc gì cũng là nuôi vợ con thôi mà. Mộng ảnh à, ai cũng đi hết vậy, Phật Sơn phải làm sao, quốc gia phải làm sao? Quốc gia. Lỗ tai em nghe tới mức nhảy lên luôn rồi. Quốc gia thì có liên quan gì tới anh? Bây giờ kể cả cá mặn cũng không được ăn. Nói không chừng ngày mai chỉ ngồi hít không khí thôi. Mộng ảnh à, nếu người nào cũng giống như em vậy, chỉ biết nghĩ cho chính mình, thì ai nghĩ cho quốc gia của chúng ta đi? Nếu quốc gia chúng ta chia năm xẻ bảy vậy, thì cuộc sống của chúng ta sẽ càng không có gì mong chờ. Em không muốn ăn nữa. Mộng ảnh, bây giờ quốc gia đang lâm nguy như vậy, trong lòng anh thấy khó chịu. Anh xin lỗi. Em đừng có giận nữa, ăn cơm đi. Quân xe ăn pháo, quân tốt một bên. Ông Dung à, nước cờ dũng mãnh vậy, chứng tỏ sức khỏe của ông đã đỡ nhiều rồi. Dung Thương Hải, lại là đám nhãi ranh này. Cứ mặc kệ bọn họ, chúng ta chơi cờ của chúng ta ha nè. Dung Thương Hải, mau ra đây. Cố gắng thì ra đây. Mau ra đây. Ông Dung à, ức hiếp tới trước nhà rồi, còn nhịn được sao? Mau ra đây đi. Tôi thật sự không hiểu. Chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, chắc chắn đã bị Sơn Trang Tĩnh Thủy mua chuộc. Cũng chỉ là một đám ô hợp, càng không phải tính toán cho bọn họ. Huống hồ là do Sơn Trang Tĩnh Thủy xúi dục, không nên mắc bẫy, để bọn họ phát huy cho hết sức đi. Ha, dọn cờ, chơi thêm một ván. Tên khốn kiếp, mau ra đây. Dung Thương Hải. Nè.
Hắn đúng là con đồ 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 đồ. Hắn không dám ra đây. Hắn ta con đồ già. Đúng rồi đó. Đúng là tên khốn kiếp. Rõ ràng là tên khốn kiếp. Ra đây đi chứ. Đúng là con đồ đồ đồ. Không dám ra đây mà. Con đồ đồ đồ. Chúng ta hãy là con đồ đồ đồ. Mau ra đây. Mau ra đây. Mau ra đây đi. Mau ra đây. Mau ra đây. Tránh ra, tránh ra. Mau ra đây. Tránh ra một chút. Mau ra đây. Làm ơn tránh ra. Ra đây trả lời đi. Nhanh lên. Làm gì vậy? Tôi nói cho các người biết, nếu để tôi thấy các người làm loạn ở đây nữa thì dẫn các người về cùng bảo vệ ngồi tù hết đó. Đi. À đây, đi. Đi, đi. Đây, đi. Hết chuyện rồi, mọi người giải tán đi. Về nhà đi. Diêu Thương Sinh. Cũng may em tới kịp thời. Đám lưu manh đó la hét ở đây cả buổi trời rồi. Đại thúng, ừ? Tại sao Dung lão gia không cản họ lại chứ? Tôi cũng đâu có biết đâu. Lão gia cứ ngồi ở trong đánh cờ với Khương sư phụ, giống như không nghe thấy vậy. Đại thúng, ừ? Dẫn tôi đi gặp lão gia nhà cậu. Ờ đi. Được, mời vào trong. À, mời. Được. Diêu Tương Sinh, mời vào trong. Lão gia, Diêu Tương Sinh tới rồi. Tới rồi hả? Dung lão gia, Khương sư phụ. Mời ngồi. Dung lão gia, bọn lưu manh đó sao tới trước cửa nhà quậy phá như vậy? Thì do Sơn Trang Tỉnh Thủy bỏ tiền mướn họ tới. Nếu không phải ông Dung khuyên tôi thì tôi đã ra ngoài cho họ một trận rồi. Khương sư phụ, ông tuyệt đối không được ra tay. Bây giờ Dung lão gia đang có dụ kiện, nhất cử nhất động cả Phật Sơn đều biết hết đó. Nếu như nhất thời manh động, không những không giải quyết được vấn đề mà còn đem tới rắc rối lớn hơn. Nếu không phải như vậy, Dung lão gia cũng không nhẫn nhịn vậy đâu. Nếu quan địa phương ở Phật Sơn đều giống như cậu hết thì ông Dung sẽ không gặp nhiều rắc rối rồi, cũng sẽ không giống như bây giờ có lý cũng không nói được. Thời thế bây giờ chính là như vậy. Nhìn thoáng chút đi ha. Dung lão gia, ông nhìn thoáng được là tốt. Sau cơn mưa trời lại sáng, tôi tin rằng ông nhất định vượt qua được cửa ải trước mắt mà. Có nhiều người bạn tốt như cậu ủng hộ tôi như vậy, tôi còn có gì không yên tâm nữa hả? Mấy chục năm không về Phật Sơn rồi, bây giờ khắp đường phố Phật Sơn đều là mùi của cá mặn. Cha hả? Cha ở vài ngày từ từ thích nghi là ổn thôi. Miêu lão tiền bối ơi, thật ra Phật Sơn còn có rất nhiều nơi để vui chơi. Đợi cha hôm rảnh rỗi, tôi dẫn ông ra ngoài dạo ha. Được đó, vậy nói là phải giữ lời. Đương nhiên rồi. Ông ngoại à, sao nhắc tới đi chơi là ông vui mừng vậy? Ông ngoại thích chơi mà. Đám lưu manh này đúng là nham hiểm. Cá phân mà cũng tạt vô đây được. Đại thống. Thiếu gia. Thiếu gia cậu về rồi. Ủa, cậu đang làm gì vậy? Tôi Khương tiểu thư, Khương đại thẩm. Tôi thiếu gia, nếu cậu còn không về đây thì sẽ không gặp được tôi nữa. Gì? Ăn nói lung tung không à? Mà bấy kiến Miêu lão tiền bối đi. Miêu lão tiền bối. Chào ông, chào ông. Đây là đại thống, từ nhỏ lớn lên ở nhà của chúng tôi. Được. Thiếu gia. Cái gì vậy, hôi quá. Là phân á. Trời mưa to, đất trôi lên nên mới có mùi như vậy đó ông. Ơi, trời. Miêu tiền bối à, đi bên này, bên này. Coi chừng cái bậc. Được. Đi bên này. Dạ, ngồi bên này, bên đây. Được. Cảm ơn cậu nghe. Đại thống à. Dân trà. Dân trà. Văn anh, cô ở đây với Miêu lão tiền bối nha. Tôi đi kêu cha tôi tới. Ông ngoại. Ơi. Mẹ. Con muốn đi thăm cha con trước. Đi. Tiểu Ngọc à. Dạ. Họ ra ngoài hết rồi. Lát nữa con gặp nó, hãy làm theo những gì cha nói. Con yên tâm,
có cha ở đây chống lưng cho con. Khương Thiết Sơn tuyệt đối không làm bậy đâu. Con qua đó đi. Cha, vậy cha ngồi đi một lát nha. Cha. Cha. Khoan. Con mới vừa về tới, Miêu lấy tiền bối cũng tới rồi, đang đợi cha ngoài đó. Mau lấy quần áo cho cha đi. Khuya vậy rồi, đừng để người ta đợi lâu. Đi thôi cha. Cha không có đi đâu. Ông ngoại con và Dung Khoan ở đó, cha không có đi được đâu. Đi thôi, được mà cha. Đi thôi, đi thôi. Con thiệt tình. Đi. Văn Anh thôi thôi, cha không đi đâu. Cha. Con. Cha làm sao vậy? Nếu mẹ thật sự giận dỗi cha thì còn theo tụi con về sao? Con không biết đâu. Lần trước cha ở trước mặt mẹ con nói nặng lời lắm. Lời nói ra giống như nước đã tạt ra ngoài vậy, không có rút lại được đâu. Nếu mẹ con không tha thứ cho cha thì mất mặt lắm đó. Không có đâu. Chỉ cần cha xin lỗi mẹ, mẹ chắc chắn tha thứ cho cha. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Văn Anh à, con có ở trước mặt mẹ con nói vài lời tốt đẹp cho cha không? Nói rồi, nói cả đống lời tốt đẹp cho cha đó. Mẹ nghe tôi chán luôn. Hả? Mẹ con chán rồi sao? Vậy cha không đi đâu. Không phải, không phải. Mẹ nghe con nói chán thôi. Nếu như cha đi xin lỗi mẹ, chắc chắn mẹ sẽ vui lắm. Mẹ sẽ tha thứ cho cha mà. Cha không thể đánh trận mà không chuẩn bị. Nếu như cha đi nhận lỗi với mẹ con mà mẹ con không tha thứ cho cha thì cha để mặt mũi ở đâu đây? Hả? Cha không thể đi được. Uổng công cha là đệ nhất cao thủ phương Bắc Hương Thiết Sơn, vậy mà không có can đảm như đàn bà vậy. Ê, cha có tính đàn bà hồi nào vậy? Hả? Chẳng phải nhận lỗi với mẹ con thôi sao? Lần trước cha nhận lỗi với con nha đầu này, cha có trao mài không? Hả? Đi thì đi chứ. Hiện giờ Hội Lam Đao có mặt ở khắp mọi nơi, Quảng Châu, Nam Kinh, Bắc Kinh và Thượng Hải đều có thế lực của họ. Tôi cũng không ngờ Trấn Phật Sơn nhỏ như vậy cũng có tổ chức của họ nữa. Dù là về công hay tư, tôi cũng nên đi gặp họ xem sao. Lần này cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ. Thật không ngờ giờ đã là thời đại nào rồi, từ sáng cho tới tối họ vẫn còn mơ tới việc khôi phục triều đại, dân chúng cũng không ủng hộ họ mà. Người đứng đầu Hội Lam Đao là Lý Kình Thiên, hắn còn tự so với Chu Nguyên Chương. Tôi thấy hắn giống như Diên Thế Khải vậy, muốn được lên làm hoàng đế. Lý Kình Thiên, người này lâu lắm rồi không xuất hiện ở trên giang hồ. Dám trốn tới đây mơ mộng được làm hoàng đế à? Tôi còn nhớ 20 mấy năm trước đã từng giao đấu với hắn, không ai phục ai cả. Lần này chúng tôi có thể phân định thắng thua rồi. Ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại, cha con tới rồi. Nhạc phụ đại nhân. Tiền bối, mọi người nói chuyện đi, tôi đi dặn dò một số chuyện. Được. Cha, ngồi đi. Ngồi đi. Ông ngoại, con đi thăm mẹ con trước nha. Nhạc phụ đại nhân. Không dám nhận. Khương Thiết Sơn, lúc cậu xin cưới con gái của tôi, cậu có còn nhớ đã nói với tôi gì không vậy? Dạ nhớ. Nhớ à? Vậy cậu nói tôi nghe xem điều thứ nhất. Khó khăn đến mấy, hoạn nạn có nhau, cậu đã làm được chưa? Điều thứ hai. Không rời bỏ nhau, sống chết có nhau. Không rời bỏ nhau, cậu nói không thấy ngại à? Vậy còn điều thứ ba.
sống với nhau cho tới già. Đại trưởng phu nói là phải làm. Hả? Lời hứa của cậu chạy đi đâu mất tiêu rồi? Cậu làm được điều nào chưa? Hả? Cậu có phải là đàn ông không? Thiết Sơn biết lỗi, bằng lòng chịu phạt. Muốn nhận lỗi không phải nhận lỗi với tôi, muốn phạt cũng không phải tôi phạt cậu. Cậu phải đi nói với vợ cậu. Đi. Sao cậu còn đứng ở đây giống như khúc gỗ vậy? Đi mau. Đi. Con gái tôi sao lại lấy thằng khờ như cậu chứ? Ngọc Nương à, bà mở cửa ra đi. Ngọc Nương à, bà nghe tôi nói đây. Bà muốn đánh tôi, chửi tôi thì tùy bà, sao cũng được hết. Hả? Tôi đã sai rồi. Gia đình chúng ta không thể không có bà. Chúng ta cũng đã làm vợ chồng bao nhiêu năm rồi, bà cũng hiểu tôi mà. Con người tôi là vậy, một khi nổi nóng lên thì không thể nào kềm chế được. Tôi đã sai rồi, tha thứ cho tôi đi có được không? Bà mau mở cửa ra đi. Thấy chưa, vẫn không chịu mở cửa nè. Cha đó, tự sát. Cái gì chứ? Cha, quỳ xuống, con không nhìn đâu. Con kêu cha quỳ mẹ con sao? Trời. Được rồi. Ngọc Nương à, Khôi đi. Cái gì vậy? Cho con hỏi đi. Đọc giùm tôi chứ. Thầy biết cái gì vậy? Không biết nữa. Không biết chữ. Thầy biết chữ đây rồi. Thầy đã được là sao lắm. Tình sao không yêu là phải đó. Chuyện gì vậy hả? Sao lại vậy chứ? Khó hiểu mà. Thiệt sự chị mới đúng. Nói vậy bởi không thì đó. Không biết sao nữa đây. Cái gì quá quá đáng. Cha, trên cáo thị viết rất rõ ràng, bắt buộc phải rời khỏi Phật Sơn trước 15 tây tháng này. Cha sẽ ngồi ở đây đợi hắn, để cha xem Nghiêm Sâm có thể giở trò gì được đây. Nói vậy không sai, nhưng mà cha, bây giờ tên Nghiêm Sâm này đã hợp tác với Sơn Trang Tĩnh Thủy, chúng ta không thể không cẩn thận, huống hồ họ còn có súng nữa. Có gì cũng vậy thôi, Phật Sơn là nhà của cha, cha xem ai đuổi cha đi được chứ. Cha, vậy thì chuyện này có cần phải nói với Miêu Lã Tiền Bối và Khương Sư Phụ không? Không cần, không có gì phải lo hết ha. Hồng Thái, Lâm tổng quản có gì dặn cho? Hồng Thái, cậu giỏi lắm đó. Lần này như vậy mà cậu vẫn không chết. Nếu tôi là cậu, tôi đã tìm cái cây treo cổ chết từ lâu rồi. Còn quay về làm con chó sao? Nếu tổng quản không có chuyện gì căn dặn, tôi đi trước đi. Trang chủ đang chờ tôi. Tôi không cho cậu đi, cậu không được đi. Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có tưởng là về đây được làm một con chó nịnh bợ. Thì không có ai nghi ngờ cậu, cậu nhất định có âm mưu khác. Tôi sẽ mở to mắt của tôi ra để coi cậu giở trò gì trước mặt của tôi. Cảm ơn tổng quản dạy dỗ. À.
bái kiến công công. Công công, theo nô tài thấy lần hành động này tốt nhất để Hồng Thái tham gia, để thể hiện lòng trung thành của hắn. Được rồi, nghi thì không dùng, dùng thì không nghi. Nếu đã định dùng hắn thì để hắn phát huy tốt năng lực của hắn đi. Còn không mau tạ ơn công công đi. Nô tài tạ ơn công công. Đứng dậy đi. Tạ ơn công công. Công công, ngài nói xem tôi làm như vậy có ép chó nhảy tường hay không? Ta đang muốn ép chó nhảy tường, còn chó điên lên sẽ làm loạn vô điều kiện, tới lúc đó sẽ dễ đối phó hơn. Huống hồ lần này đích thân ta ra tay, chắc chắn sẽ không có sơ sót đâu. Phải. Dù Dung Thương Hải thông minh đến mấy cũng không thoát khỏi thần cơ diệu toán của công công. An Đức, người sắp xếp thuộc hạ mai phục xung quanh, nhất định phải canh giữ tất cả cửa ra vào ở Dung gia. Lần này Dung Thương Hải còn chấp mê bất ngộ, không chịu rời khỏi Phật Sơn, tới lúc đó ra tay một lượt, giết vào trong không chừa một tên. Dạ, tất cả đều làm theo căn dặn của công công. Cũng vì hành động lần này rất bí mật, bắt đầu từ bây giờ phái thêm nhiều người canh giữ sơn trang nghiêm ngặt, bất cứ ai cũng không được phép rời khỏi sơn trang nửa bước, ai làm trái chém. Dạ. Nam Thương Hải, Bắc Thiên Sơn, chỉ cần đợi tới tối hôm nay. Ta muốn đánh các ngươi một trận tơi tả. Cho dù các ngươi có võ công cái thế cũng khó tránh khỏi kiếp này. Hồng Thái. Công công. Người lui xuống trước đi. Ta và An công công còn có chuyện phải bàn bạc. Dạ. Tiểu tử này có đáng tin hay không thì phải coi lần này đó. Dạ. Công công à, lỡ như Dung Thương Hải đã suy nghĩ thông suốt rút lui trước rồi sao? Theo sự hiểu biết về hắn, tuyệt đối không có khả năng đó. Hắn ta thà chết dinh chứ không sống nhục. Nếu như lần này Dung gia rời khỏi Phật Sơn trước thì chắc chắn là tên Hồng Thái đã chạy đi báo tin. Tới lúc đó ta chắc chắn phải giết chết tên phản đồ này. Chúng ta không thể nuôi ông tay áo nữa. An Đức, những lúc cần nhẫn tâm thì ngươi không được mềm lòng đó nghe. Dạ. Khương cô nương, Hồng Thái đang ở bên trong. Được. Khương cô nương tới rồi. Hồng Thái. Khương cô nương, chuyện này vô cùng khẩn cấp, không có thời gian nói rõ với cô. Tôi đã mang chuyện này viết trong lá thư, mong cô báo cho Dung lão gia biết. Mọi người mau chóng rời khỏi đây đi, càng nhanh càng tốt. Tôi đi trước đây, cáo từ. Đợi đã, anh không nói gì với tôi hết, đã đưa bức thư cho tôi. Tôi dựa vào đâu thuyết phục Dung lão gia rời khỏi? Chỉ cần người còn sống thì mới có cơ hội. Sau khi Dung lão gia đọc được thư, tự động sẽ biết làm thế nào. Tôi mong cô lại đừng nói với bất cứ ai về chuyện tôi báo cho cô biết. Sư trưởng. Sao rồi, Dung gia có động tĩnh gì không? Họ có chuẩn bị dọn nhà đi không vậy? Không có động tĩnh gì hết. Hôm qua có một đám lưu manh tới Dung gia quậy phá, Dung Thương Hải còn không bước ra mà. Tiêu rồi. Lần này chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn gì chứ?
Dung Thương Hải dù sao đi nữa cũng là người có mặt mũi, sao có thể dễ dàng bị người ta dắt mũi. Hắn và Sơn Trang Thịnh Thủy chắc chắn sẽ đánh nhau một trận. Nếu như họ thật sự đánh nhau thì chức quan của tôi không giữ được rồi. Sư trưởng, nếu Dung Thương Hải muốn đánh vụ kiện này tới cùng thì sao? Nếu như hắn thua vụ kiện này thì hắn sẽ mất mạng luôn đó. Nếu như hắn không ngốc nghếch thì đã bỏ trốn từ lâu rồi. Hắn đâu phải là cậu đâu. Nếu như hắn thà chết không chịu rời khỏi Phật Sơn thì chắc chắn sẽ trở thành một trận chiến đổ máu. Yên tâm đi sư trưởng Nghiêm, ngài không sao đâu. An Trang chủ à, ngọn gió nào thổi ông tới đây vậy? Xin mời ông, xin mời ông. Dân trà. Dạ. Ngồi. An Trang chủ à, ông phải nói cho tôi rõ để tôi hiểu nha. Ông có dự định gì? Nếu không có thì tôi sẽ bị cắt chức à. Thứ họ cho tại hạ không tiện tiết lộ cụ thể. Có điều cho dù Dung lão gia đều chết hết cũng sẽ không đổ lên đầu của sư trưởng Nghiêm. Ngài chỉ cần mở một mắt nhắm một mắt là được rồi đó. Chuyện này không có thích hợp lắm đâu. Dung gia dù sao đi nữa cũng là người có mặt mũi ở Phật Sơn này. Nếu hắn xảy ra chuyện, cấp trên không thể không hỏi tới được. Không có chuyện này đâu. Ngài xem đi, lần trước sau khi Dung gia bị môn khách ăn cướp, ai đứng ra chủ trì công đạo? Không có, đều coi như không thấy. Vì ai cũng không muốn vì chuyện của người khác mà đem tính mạng của mình ra cược. Dung gia đứng đầu ở Phật Sơn, nếu họ sụp đổ, không ai dám hỏi tới chuyện này. Nói với mọi người là đi rồi, thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà sư trưởng Nghiêm, người thông minh đừng làm chuyện hồ đồ. Những món đồ ghi ở trên đây tôi phái người đem tới phủ của ngài ngay. Trả một nửa trước, sau khi thành công trả thêm nửa còn lại. Nhưng dù Dung Thương Hải không biết điều đến mấy, ông cũng không cần thiết phải giết cả nhà của hắn. Ai nói giết cả nhà của hắn? Chỉ cần hắn ngoan ngoãn rời khỏi đây, tôi bảo đảm không đụng tới sợi tóc của hắn. Nhưng hắn lại không chịu đi. Vậy thì không trách tôi được, hắn tự tìm tới cái chết. Hả? Ngài nghĩ xem, nếu như hắn không chết thì Phật Sơn vẫn còn là thiên hạ của hắn. Lúc đó ngày tháng của sư trưởng Nghiêm sẽ không tốt lắm đâu. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Sư trưởng Nghiêm, ngài phải suy nghĩ cho bản thân mình nữa đó. Giang Anh à, bức thư này cô lấy được từ đâu? Người viết bức thư đã từng cứu mạng tôi. Tôi từng hứa với hắn không nói ra thân phận của hắn. Mong Dung Bá Bá hiểu cho. Thôi được, theo cô thấy những gì viết ở trong bức thư có đáng tin hay không? Theo tôi thấy, cho dù nội dung trong bức thư đáng tin hay không, đều muốn ép tôi rời khỏi Phật Sơn. Nhưng một khi tôi rời khỏi Phật Sơn sẽ thân bại danh liệt từ đây, sau này không có chỗ đứng trên giang hồ nữa. Dung Bá Bá, nếu như không đi, họ sẽ tới giết hết Dung gia đó. Tôi thấy không hiểu, Lưu Manh tới trước cửa sỉ nhục ông nhịn được, tên Nghiêm Sâm làm khó ông đủ điều ông cũng nhịn được, tại sao lần này ông một mực không muốn rời khỏi đây? Đại trưởng phu cái gì nhịn được và không nhịn được? Trước mặt chính nghĩa, sống chết có thể bỏ qua một bên. Dung Bá Bá, tôi... Được rồi, đừng có nói nữa. Tôi sẽ ở lại đây đối diện với cửa ải này. Nhưng mà ông Khương, chuyện này không thể liên lụy cả gia đình của ông. Mọi người hãy đi trước đi. Ông Dung à, ông nói vậy là không đúng rồi. Chúng ta là người một nhà,
trời có sập xuống chúng ta sẽ cùng nhau chống đỡ. Hơn nữa, Khương Thiết Sơn tôi cũng không phải loại người tham sống sợ chết. Nhạc phụ tôi đã tới rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách. Ông nghe tôi nói. Ông đừng có nói nữa. Ông Dung à, trận chiến này bà chúng ta sẽ cùng nhau đánh. Cha, còn con nữa. Cha, con cũng không đi. Bắt buộc phải đi. Con dẫn theo Dung Dung, Bác Thành và Đại Thống. Văn Anh dẫn theo mẹ cô. Mọi người lập tức đi đi. Cha, nghe đây. Tính của em con ương bướng và Khương đại tẩu chắc chắn không nỡ xa ông Khương. Chuyện này giấu họ trước đi. Cứ nói chúng ta cùng nhau đi, thu dọn đồ đạc xong ra ngoài ô đợi chúng tôi. Nếu tới lúc đó hai chúng tôi không xuất hiện thì lập tức dẫn theo họ rời khỏi Phật Sơn. Cha, được rồi, chuyện này không đùa được. Giờ đi thu dọn hành lý ngay đi. Mau đi đi. Đi đi con. Hồng Thái. Dạ. Canh giữ tất cả cửa ra vào, bất cứ ai cũng không được tha. Dạ. Mấy người qua bên kia đi. Dạ. Những người khác theo tôi. Dạ. Đi. Dung Thương Hải, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Rốt cuộc là đi hay là không? Tôi đã nói rồi, tôi sinh ở Phật Sơn, lớn lên ở Phật Sơn, có nói gì tôi cũng không rời khỏi nơi này. Có câu nói, đời người ở đâu cũng tương phùng. Lý Kình Thiên, không ngờ phải không, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nam Thương Hải, Bắc Thiết Sơn, Nhất Nhạc Kình Thiên tuyệt thế gian. Không ngờ bốn người chúng ta lại gặp nhau ở Phật Sơn này. Đây gọi là không phải quan gia không gặp nhau. Miêu Nhất Nhạc, trước giờ ngươi coi bốn bể là nhà, tại sao ngươi lại tới Phật Sơn và xen vào chuyện này chứ? Trước giờ ông cũng ở phương Bắc mà, vậy ông tới Phật Sơn vì lý do gì chứ? Ta khuyên ngươi hãy lo chuyện của nhà mình, đừng xen vào chuyện nhà của người khác. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Xem ra tôi phải lo chuyện bao đồng này rồi. Dung Thương Hải, ngươi tưởng là ngươi tìm Miêu Nhất Nhạc tới đây là qua ải được sao? Có lẽ là ý trời. Đúng lúc Miêu lão tiền bối đi ngang qua đây tới làm khách nhà tôi. Đây cũng có thể gọi là ta không thắng chính. Huh?
Dung. Công công, Miêu Nhất Nhạc, ta không tin là ngươi sẽ ở đây cả đời. Hai người phải cẩn thận, hắn không bỏ qua đâu. Tại sao Miêu Nhất Nhạc lại tới Phật Sơn? Các người có ai biết không vậy? Lý công công, họ tới đây đột nhiên quá, thật sự không có chút tin tức nào hết. Một lũ vô dụng. Các người có biết là Miêu Nhất Nhạc tới đây đối với chúng ta uy hiếp lớn cỡ nào hay không? Lý công công, thật ra Miêu Nhất Nhạc bọn họ lúc nãy đã trúng thập diện mai phục, cho dù họ có ra ngoài cũng sẽ bị thương. Nếu chúng ta muốn giết hết bọn họ thì dễ như trở bàn tay. Khốn kiếp, các ngươi toàn làm một đám vô dụng. Quan hệ xã hội của Miêu Nhất Nhạc cực kỳ phức tạp, lỡ như khiến cho tân chính phủ chú ý tới chúng ta thì sẽ ảnh hưởng tới kế phục quốc của chúng ta. Vậy theo công công thấy, giám sát chặt chẽ cho ta, chúng ta sẽ câu giờ với bọn họ, đợi tên Miêu Nhất Nhạc đi rồi mới tính. Sư trưởng. Ê, ngài tìm tôi có chuyện gì không? Thật ra thì cũng không có chuyện gì. Miêu Nhất Nhạc có gửi tới đây một tấm thiệp mời, hẹn tôi qua đó nói chuyện. Tôi muốn kêu cậu đi chung với tôi. Nhưng mời ngài chứ đâu có mời tôi. Ê, Lập Trung à, tôi đâu thể đi một mình được, cậu cũng hiểu rồi mà. Ngài sợ mấy hỏi tới chuyện của Dung lão gia sao? Ê, cậu nói không sai. Miêu Nhất Nhạc là người có bối cảnh, chuyện của Dung Thương Hải hắn lại xen vào nữa thì tôi càng khó xử hơn. Sư trưởng im. Chuyện của Dung lão gia ngài định làm như thế nào? Chuyện này thì hơi khó giải quyết, trên dưới đều khó. Dung Thương Hải ở Phật Sơn có sức ảnh hưởng lớn như vậy, lỡ như mà làm không tốt tôi rất khó ăn nói. Thật ra trong lòng chúng ta đều hiểu rõ Dung lão gia là bị du oan mà. Nhưng mà không tìm được chứng cứ. Lập Trung à, cậu nói tôi phải làm sao bây giờ mới được? Chỉ cần ngài xử công bằng, làm tới mức không hổ thẹn, vậy là được rồi. Tôi hiểu, nhưng lần này dù gì cậu cũng phải đi chung với tôi một chuyến. Cậu biết không, lỡ như Miêu Nhất Nhạc nổi nóng với tôi, võ công lại giỏi như vậy, cậu phải đỡ giùm tôi chứ. Sư trưởng nghiêm. Nếu ngài nói như vậy, tôi đi với ngài. Được. Được. Sư trưởng nghiêm, vị này chính là Miêu lão tiền bối. Ông là Miêu lão tiền bối hả? Đại danh của ông tôi từng nghe qua. À.
Đại danh của sư Triển Nghiêm tôi cũng đã từng nghe qua. Sắc mặt của cậu tốt lắm. Ha, ăn tới mức mắt tròn đầy đặn. Ha, ngồi. Xem ra chức quan này cậu làm cũng thoải mái lắm. À, trước giờ đều xử công bằng. À, là nô bộc của dân chúng, dân chúng cũng ủng hộ tôi, cho nên tôi mới mập mạp như vậy. Xử công bằng hả? Xử lý công bằng mà cậu nói, tức là có lý hay không, một mình cậu quyết định hết. Đâu có đâu, không có mà. Cho dù cậu làm quan được bao nhiêu năm rồi? Tôi đi theo Tôn Tiên Sinh làm cách mạng, chính phủ vừa thành lập, tôi đã làm quan rồi. Tôn Tiên Sinh mà cậu nói tức là Tôn Văn Tiên Sinh nữa hả? Phải. Tôi là bạn của ngài ấy. Cậu thật sự theo ngài ấy làm cách mạng sao? Phải. Cậu đừng tưởng là tôi không hiểu cậu nghe. Chức quan của cậu làm sao mà có được? Trong lòng cậu hiểu rõ. Hiểu rõ. Chuyện của Dung lão gia cậu định làm như thế nào? Đang điều tra. Đang điều tra. À dạ đúng vậy. Đang điều tra hả? Đang điều tra mà cậu nói chính là sau khi điều tra du quan người tốt. Nhưng lỗi tiền bối, sư trưởng Nghiêm sẽ điều tra rõ ràng, không du quan cho người tốt được. Phải, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Tốt nhất là điều tra rõ ràng. Coi chừng cái cổ của cậu. Miêu lão tiền bối, xin ông yên tâm, quốc gia này nói tới kỷ cương, hắn không dám làm bậy. Phải. Cho hắn cũng không dám. Tôi đi đây. Tiên trà ở Quý Tân lâu này tôi đã tính hết rồi. Món nợ của Dung lão gia tôi sẽ tính vào đầu của cậu. Sư Trương Nghiêm, vậy tôi cũng đi đây. Đợi. Ngồi xuống đi. Cậu không có đi được đâu. Đợi hắn đi sao rồi. Sau đó cậu đưa tôi về nhà. Uống trà. Uống trà. Tiền trà đã trả hết rồi. Ngồi đâu? Thêm nước đi. Uống đi. Uống. Kỷ tiên sinh, thức ăn đây. Phải rồi, nghe nói khoảng thời gian trước cậu đi tới Thượng Hải hả? Đúng vậy. Trên Thượng Hải có phải có nhiều vũ trường lắm không? Đúng vậy. Kỷ tiên sinh giỏi thật đó, có thể đi chơi khắp nơi, không có giống như chúng tôi vì phải buôn bán không có đi đâu được hết. Kỷ tiên sinh à, Thượng Hải có nơi nào náo nhiệt hay không, kể cho tôi nghe đi. Thượng Hải à, thành phố lớn, muốn cái gì có cái nấy, khắp nơi lên đèn. Đám người đó muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nhìn là thấy oai phong rồi. Thật sao? Kỷ tiên sinh giỏi giang như vậy, cần gì phải quay về nơi nghèo nàn này chứ? Cậu nói Thượng Hải rất tốt, sao không ở lại Thượng Hải phát triển đi? Thượng Hải. Cái gì cũng là gạt người hết, khắp nơi đều là lừa đảo,
cái gì cũng nói tới tiền và quan hệ. Không tiền không quan hệ, cho dù có bản lĩnh tới cỡ nào cũng không là gì cả. Cái gì cũng không có. Cậu cứ tự nhiên nhà kỹ tiên sinh. Mộng Mẫn, Mộng Mẫn. Hôm nay anh về nhà sớm vậy, thật là hiếm có. Anh đói không? Em đi làm đồ ăn cho anh. Mộng Mẫn à, anh có chuyện nói với em. Sao vậy? Ngày mai anh phải rời khỏi Phật Sơn. Có nhiệm vụ khẩn cấp à? Ngày mai anh phải đi gặp quân trưởng Thái. Ngày ấy tới điều tra loạn đảng, anh phải bảo vệ ngày ấy. Vậy có khi nào có nguy hiểm không? Không đâu, đây là hành động bí mật, không có nguy hiểm gì hết. Mộng Mẫn à, giờ trị an ở Phật Sơn không tốt, không có gì cứ ở nhà, đừng có ra ngoài. Anh đâu phải lần đầu tiên đi xa, hơn nữa em cũng đâu phải là trẻ con. Anh chỉ lo cho em mà thôi. Vậy em đi thu dọn đồ đạc cho anh. Ừ. Dung lão gia, lần này tôi tới muốn nói lời tạm biệt với ông. Phải đi xa? Phải, tôi có công vụ, phải tới Tam Thủy đi gặp quân trưởng Thái. Nghe nói người này là quan Thanh Liêm, tôi muốn nhân cơ hội này mời tới Phật Sơn vì vụ án của Dung lão gia chủ trì công đạo. Làm cậu phải phí sức vì chuyện của tôi, thật là ngại quá đi. Ông tuyệt đối đừng nói vậy, Dung lão gia, hãy kiên nhẫn đợi tin của tôi. Được. Đi đường bảo trọng, tôi đợi tin tốt của cậu. Ừ. Văn Anh, con đang nghĩ gì vậy? Mẹ, lâu lắm rồi chúng ta không về nhà, khi nào mới về tới Nam vậy? Đợi làm xong tất cả mọi chuyện rồi mẹ và cha con sẽ về Sơn Đông, còn con ở lại Phật Sơn đi. Tại sao con phải ở lại Phật Sơn chứ? Biết mà còn hỏi. Con và A Khoan kết hôn, đương nhiên phải ở lại nhà chồng. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, có gì mà phải mắc cỡ. Mẹ. Được rồi, đừng có thấy ngại ngùng về chuyện này nữa. Nè, ông ngoại con muốn nhận A Khoan làm đồ đệ, đang đợi chúng ta ra ngoài bái sư đó. Ông ngoại muốn nhận A Khoan làm đồ đệ? Đúng vậy, đang đợi chúng ta đó, mau lên, đừng có chậm trễ nữa. Được rồi, đứng dậy đi, đứng dậy đi. Cảm ơn sư phụ. Khoan à, Miêu lão tiền bối có giai vế cao nhất và võ công giỏi nhất trong võ lâm hiện giờ. Ông ấy chịu nhận con làm đồ đệ là tạo hóa của con. Nhớ kỹ, một ngày làm thầy cả đời làm cha, sau này nhất định phải tôn sư trọng đạo, chịu khó học hỏi. Ừ, con biết rồi cha. À Khoan à, làm người cần phải phân rõ trắng đen, coi thường cái ác, tuyệt đối không được giết người vô tội. Ừ, thật ra luyện công và đạo lý làm người là như nhau thôi, phải trải qua thử thách, phải ứng dụng lý thuyết, tùy cơ ứng biến. Làm sao có thể tùy cơ ứng biến đây?
À, đạo lý này thì từ từ con sẽ hiểu thôi. Cảm ơn sư phụ chỉ điểm. Lão tiền bối, tôi có chuẩn bị chút rượu thịt, chúng ta uống vài ly đi. Được đó, mời. Sư phụ, từ từ, từ từ. Mẹ, đi chậm thôi. Hồng Thái, có chuyện gì? Lâm tổng quản, đây là thu nhập của sông bạc. Cầm đi. Kêu cậu cầm thì cứ cầm. Tôi không cần. Không sao đâu, cho cậu đó. Lâm tổng quản, tôi thật sự không cần. Lúc nãy tôi không nhìn thấy gì cả. Không cần thì thôi vậy. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng có nói bậy. Coi chừng cái lưỡi của cậu đó. Tôi nhớ rõ chưa? Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai đâu. Hết chuyện rồi, ra ngoài làm việc đi. Nhược Phi à, sao thu nhập của sòng bạc lại ít hơn trước vậy hả? Có khi nào là thuộc hạ của cậu giở trò gì không? Trang chủ, khoảng thời gian này tôi không kiểm tra sổ sách. Nếu như tôi phát hiện thuộc hạ của tôi mà giở trò gì, tôi nhất định sẽ xử lý họ. Cậu là tổng quản, chỉ cần cậu canh chừng một chút, thuộc hạ muốn giở trò cũng không có cửa đâu. Dạ, trang chủ. Nhược Phi à. Trang chủ, có chuyện gì? Tôi giao nhiệm vụ này cho cậu. Gần đây có vị quân trưởng Thái sẽ tới đây thị sát. Mấy hôm nay ở bên Tam Thủy, người này rất bất lợi đối với chúng ta. Cậu dẫn vài người đối phó đi. Trang chủ, sau khi tôi đi thì sòng bạc sẽ làm sao? Chuyện này tôi tự biết tính, để Hồng Thái quản lý tạm thời. Vậy dạ, trang chủ. Ông ngoại, sao ông than thở như vậy hả? Phật Sơn này đi qua đi lại chỉ có nhiêu đây thôi mà. Ông ngoại, ông đừng có ham chơi nữa. Ông có thời gian đi dạo phố, chi bằng đi dạy võ công cho A Khoan. Ê, luyện võ công nhờ vào bản thân, nhất định phải có căn cơ tốt. Nếu không thì học chiêu thức gì cũng là uổng công hết. Ông đã dặn dò nó rồi, mỗi ngày những lúc rảnh rỗi nhất định phải nhớ kỹ yếu lĩnh. Đừng tấn. Ông ngoại, không phải trước giờ ông đều không thích nhận đồ đệ sao? Sao vậy? Lần này lại chịu nhận A Khoa làm đồ đệ. Đừng có nhắc nữa, nhắc tới là ông thấy hối hận. Cũng vì cha mẹ của con. Nếu ông không nhận A Khoa làm đồ đệ thì giờ ông đã tự do tự tại rời khỏi Phật Sơn rồi. Ông không thích Phật Sơn sao? Không thích. Ra vào không có xe, không có vũ trường, để ông nhảy múa. Nhưng lúc còn trẻ ông cũng đã từng ở Phật Sơn mà. Đó là chuyện của mấy chục năm trước. Ông cỡ tuổi của con vậy đó. Con xem, đã mấy chục năm rồi cũng không có gì thay đổi. Ông không nhìn nhầm nữa chứ, ở đây có sòng bạc à. Ông ngoại, không lẽ ông muốn vào trong chơi cờ bạc hả? Không, 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 không. Nè, ông không có cờ bạc, chỉ chơi thôi. Nhớ kỹ, nói về cờ bạc
Nhất định không được gấp gáp. Ông ngoại à, con không đi với ông nữa. Ông phải chú ý đó nha. Không đi theo càng thoải mái. Ăn tiền rồi. Hồng Thái, tôi thật sự không hiểu. Anh không màng tới tính mạng, khó khăn lắm mới trốn từ Sơn Trang Tỉnh Thủy ra ngoài, tại sao lại quay về đó nữa? Cô đừng hỏi chuyện này nữa. Hồng Thái, lần trước anh không màng tới tính mạng thông báo cho tôi biết, bị bọn họ phát hiện không vậy? Nếu bị bọn họ phát hiện ra thì tôi không thể sống tới bây giờ được. Anh không chịu nói gì hết. Như vậy người ta không biết làm sao mà giúp anh. Anh có thể đừng cố chấp như vậy không? Tôi không cần bất cứ ai giúp đỡ. Cô hãy quên hết tất cả mọi chuyện đi. Hồng Thái, sau này tốt nhất đừng tới tìm tôi. Hãy tự bảo trọng. Thiếu gia, cậu nghỉ ngơi chút đi. Nè. Nào, đưa cho tôi. Anh. Anh không ăn cơm hả? Em thấy hai hôm nay anh luyện công luyện tới khờ rồi. Luyện tới khờ gì chứ? Bây giờ anh càng luyện càng thấy thích đó. Nếu không thì anh làm sao xứng đáng với sự dạy dỗ tận tâm của sư phụ chứ? Dạy dỗ tận tâm? Hai hôm nay em không thấy bóng dáng của ông ấy. Ông ấy dạy võ công cho anh hồi nào? Em thấy lão già này chỉ trêu chọc anh thôi. Nè. Lão già cái gì chứ? Không lễ phép gì hết. Em có biết không, sư phụ dạy võ công cho anh, giờ anh càng nghĩ càng thấy xuất thần nhập quá. Vậy anh tự nghĩ đi, em mặc kệ anh đó. Đại thống, chúng ta đi ăn cơm thôi. Chúng tôi đi nha thiếu gia. Tiểu thư, hôm nay chúng ta ăn gì vậy? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Vào đi thôi. Nhà trọ Tam Thủy. Anh ơi, mua chút đậu phộng đi anh. Đi chỗ khác đi. Đi chỗ khác. Cuộc là muốn sao đây? Muốn chết phải không? Đụng dám đụng chúng tôi hả? Dám đụng chúng tôi hả? Muốn sao đây là sao? Muốn chết phải không? Muốn sao? Xảy ra chuyện gì? Tiên sinh, xảy ra chút tai nạn. Cậu xuống xem thử đi. Dạ. Sao phải làm lớn cái nỗi đau đây? Không có sao, muốn làm gì hả? Không có sao, giải thích rõ ràng cái gì? Biết đang sống gì đây? Biết chuyện gì chứ? Muốn làm sao? Sao ha? Chạy đi, chạy đi! Chạy đi, chạy đi!
Đoàn trốn chiêu. Mau lên xe. Lại mau lên, nhanh lên đi. Thiệt tình là chạy đâu vậy? Quân trưởng Thái, tối nay chúng ta sẽ đi. Được rồi, cậu phái người canh ngoài cửa, bất cứ ai cũng không được vào đây. Tôi có chuyện muốn nói với Diêu tiên sinh. Dạ, quân trưởng Thái. Nào, ngồi đi. Mời quân trưởng. Trước giờ tôi nghe nói Quảng Đông rất loạn, thật không ngờ còn tệ hơn những gì tôi tưởng. Cũng may cậu xuất hiện kịp thời cứu tôi một mạng, tôi thật sự phải cảm ơn cậu rất nhiều. Xin lỗi quân trưởng Thái, tại tôi tới trễ khiến ngài hoảng sợ rồi. Tuyệt đối đừng tự trách mình. Tôi hiểu, vì thân phận của cậu đặc biệt, chưa tới thời khắc quan trọng không được để lộ thân phận. Nè, lúc nãy nhiều người tới đây giết tôi, là người gì vậy? Cậu có biết không? Người đứng đầu là Lâm Nhược Phi, tổng quản của Sơn Trang Tĩnh Thủy ở Phật Sơn. Tôi nghi ngờ Sơn Trang Tĩnh Thủy là đại bản danh của hội Lâm Đao. Chúng tôi đã từng thám thính Sơn Trang, trong đó có phát hiện được bức tượng của Từ Hy. Sơn Trang Tĩnh Thủy, bây giờ tình hình ở bên Phật Sơn thế nào rồi? Phật Sơn bây giờ rất loạn. Sơn Trang Tĩnh Thủy mở ký diện sông bạc, làm cho Phật Sơn trở nên rối tung lên hết. Nghiêm Sâm là quan địa phương chỗ đó, tại sao hắn không quản lý chứ? Sư trưởng Nghiêm coi như không nhìn thấy gì, không ra mặt can thiệp. Loại quan này còn cần tới làm gì? Quân trưởng Thái, ngài có biết là bây giờ Phật Sơn có một vụ án quan rất lớn liên quan tới Dung Thương Hải, Dung Lão Gia không? Ồ, có chuyện gì vậy? Ông ấy bị kiện vận chuyển súng ống, thật ra là bị Sơn Trang Tĩnh Thủy hãm hại. Cậu có tìm được chứng cứ gì không? Dũng gì hôm đó tôi xích chút nữa phát hiện nhân chứng, nhưng bị một sát thủ tới đó trước giết chết hắn rồi. Sát thủ đó cũng nổ súng tự vẫn. Sau đó tôi phát hiện thì ra hắn là một thái giám. Từ điểm này tôi có thể khẳng định chắc chắn là Sơn Trang Tĩnh Thủy làm. Làm đào đúng là vô pháp vô thiên. Được, tôi lập tức viết một cái công văn. Khi cậu về tới Phật Sơn, đưa cho Nghiêm Sâm, kêu hắn đợi tôi tới Phật Sơn rồi mới thẩm vấn. Tôi phải đích thân thẩm vấn vụ án này. Dạ, quân trưởng Thái, ngài không lập tức tới Phật Sơn hay sao? Tôi phải tới Quảng Châu trước. Hội Lam Đao hừng hực sức sống, nếu trong tay họ có được một lô súng ống lớn thì nhất định sẽ có ý đồ. Lỡ như họ làm loạn không phải là chuyện nhỏ đâu. Quảng Châu là cửa nam của quốc gia chúng ta, lỡ như có sơ sót gì khó giải quyết hơn Phật Sơn. Được, vậy tôi sẽ Phật Sơn, yên tâm chờ ngày tới về. Giờ quốc gia của chúng ta vẫn còn đang ở trong thời khắc lung lay trước gió. Nếu như không giữ được chính quyền dân chủ mới này, quốc gia của chúng ta nhất định sẽ sụp đổ. Sau khi Tống Hiếu Nhân tiên sinh bị thích sát, Viên Thế Khải nắm giữ chính quyền, mầm mống của dân chủ cũng bị tiêu diệt. Diêu tiên sinh, cậu và tôi đều là nhân vật nhỏ trên thế gian này. Cả hai giọt nước mưa không có tác dụng gì đâu, nhưng nếu tập hợp tất cả lại thì có thể xuyên qua cục đá. Chỉ cần chúng ta tập hợp lực lượng lại,
thì chắc chắn có thể có tác dụng ở trong thế gian tâm tối này, thậm chí có thể trở thành sức mạnh thay đổi thời đại. Tôi tin vào điểm này. Chàng trai trẻ, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì quốc gia chúng ta. Yên tâm, tôi hiểu rồi. Nơi giải trí Hồng Vân. Nè, người cướp hàng chính là hắn. Là hắn? Phải, chính là hắn. Ôi, Giang Anh, con không được manh động. Biết là hắn là được rồi. Đi, chúng ta về bàn bạc với cha con rồi tính sau. Đi, chúng ta đi. Sao đi đừng làm loạn nữa. Thiết Sơn, Thiết Sơn, có chuyện gì vậy? Tìm được người cướp hàng rồi. Là ai vậy hả? Kỷ Thanh Vân. Kỷ Thanh Vân? Phải. Hai người có chắc không? Tôi chắc chắn không nhìn lầm. Chiêu thức võ công của hắn và người tập kích tôi giống y như nhau. Môn phái khác nhau có lẽ sẽ có chiêu thức giống nhau. Chúng ta không thể vu oan cho người tốt, nhất định phải điều tra rõ ràng. Ừ. Chúng ta tuyệt đối không được vu oan cho hắn. Đúng vậy, lúc đầu tôi cũng nghĩ giống ông, cho nên tôi đã nhìn kỹ cách thức hắn xuất chiêu. Cuối cùng hắn sử dụng chính là mấy chiêu dùng khi cướp hàng. Hơn nữa đôi mắt của hắn tôi nhớ rất rõ. Trước đây không để ý, bây giờ suy nghĩ lại thật kỹ, tôi dám khẳng định hắn chính là người cướp hàng đã đánh tôi bị trọng thương. Sao hai người không bắt hắn về đây? Con vốn dĩ định bắt, nhưng mẹ không cho. Nhìn hai cha con nhà ông kìa, sao ai cũng nóng tính vậy. Lúc đó nhiều người đứng đó xem, tôi làm sao ra tay được. Cha, cha, trước đây Kỷ Thanh Vân từng làm môn khách ở nhà Dung lão gia mà. Hay là chúng ta đi hỏi Dung lão gia về lai lịch của hắn. Bây giờ Dung gia đang gặp phiền phức lớn như vậy, nói chung chuyện này chúng ta tự mình giải quyết được rồi, đừng gây thêm rắc rối cho họ nữa. Phải, cha con nói đúng. Chuyện này không được bứt dây động rừng, với lại không được gây thêm phiền phức cho Dung gia nữa. Thiết Sơn, ông xem có cần tìm cha tôi thương lượng không? Cha của bà hả? Tôi thấy hay là thôi đi. Con người của ông ấy
không có kín miệng chút nào hết. Cho ông biết thì ai cũng biết hết đó. Đừng có để ông xen vào. Nói không chừng bây giờ nhân sâm cỡ trong tay của Kỷ Thanh Vân. Được rồi, bây giờ đã tìm được người rồi, chúng ta canh chừng hắn. Cha nghĩ thông qua hắn nhất định sẽ tìm lại được nhân sâm. Thanh Vân, nào, anh rửa mặt đi. Thanh Vân, anh sao vậy? Thanh Vân, anh sao vậy? À, có phải nước nóng quá không? Tôi đi đổ nước lạnh cho anh nha. Mong anh, đây đã. Tại sao mỗi lần tôi gặp chuyện thê thảm nhất đều gặp được cô chứ? Mà cô không những không coi thường tôi, còn tốt với tôi như vậy. Cô càng như vậy, tôi lại càng hận bản thân mình. Tôi hận bản thân mình vô dụng. Thanh Vân, không có ai trong chốc lát thành công đâu. Nhưng mà tôi chưa bao giờ thành công cả. Tôi tưởng tôi khác với người ta. Tôi tưởng là tôi có thể thành công, có thể làm được sự nghiệp lớn. Nhưng mà khi tôi tới Thượng Hải, kể cả một công việc đàng hoàng tôi cũng không tìm được. Tiền của tôi đều bị người ta gạt hết. Tôi đã hoàn toàn thua triệt để rồi. Thanh Vân, anh có đầu óc, có gài bảo, còn có rất nhiều bạn bè nữa. Tôi và Lập Trung mãi mãi cũng sẽ ủng hộ anh. Chỉ cần anh bằng lòng, anh có thể làm lại từ đầu mà. Cho dù lần này anh đã trải qua chuyện gì, tôi vẫn là câu nói đó. Tôi tin rằng Kỷ Thanh Vân sẽ có một ngày được thành công. Mong anh, tôi xin thề, Kỷ Thanh Vân tôi nhất định sẽ thành công, kiếm thật nhiều tiền, nhiều tiền. Thanh Vân, Thanh Vân, anh muốn đi đâu vậy? Tôi đi tìm một nơi để ở lại. Ê, Thanh Vân, anh không được đi. Bây giờ Lập Trung đi công tác rồi, trước khi anh ấy trở về, anh không được rời khỏi đây. Nếu không thì khi anh ấy trở về, chắc chắn sẽ trách tôi. Ê, hay là vậy đi, tạm thời anh hãy coi chỗ này là nhà của anh. Anh hãy yên tâm, ở lại đây nghỉ ngơi. Anh đợi chút, tôi vào trong làm chút gì cho anh ăn. Bánh bao đậu hũ đây. Mùi giải hả? Giải này bán sao vậy? À, mấy cái bên đây á là 5 đồng, còn cái bên kia á là 10 đồng. Mất vậy sao? Hồng Thái, Hồng Thái, đúng là anh rồi. Dung cô đương, có chuyện gì không? Thấy anh không có chuyện là tôi yên tâm rồi. Trùng hợp được gặp anh, hay là tôi mời anh đi ăn cơm nha. Xin lỗi nha, tôi không rảnh. Nè Hồng Thái, tại sao mỗi lần anh gặp tôi đều tỏ thái độ như vậy chứ? Có phải anh không để ý tới tấm lòng của tôi dành cho anh không?
Cô muốn tôi nói với cô bao nhiêu lần nữa? Tôi không có muốn qua lại với tiểu thư như cô. Ê, à quá, à quá, à quá, à quá. Hả? Sao? Cậu mau khuyên Dung tiểu thư đi. Cô ấy ngồi đây cả buổi rồi, uống nhiều rượu lắm đó. Nếu cứ như vậy tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện. À. Hả? Ê, dạ được rồi, được rồi, được rồi. Cô tưởng đây là nước sao? Cô có thấy người con gái nào uống rượu giống như cô không? Anh là cộng hành củ tỏi nào hả? Ừ? Không cần anh lo, trả cho tôi. Ây da, cô nhìn đi, cô nhìn đi. Uống tới mức sai như vậy rồi lại không biết uống, không người ta uống rượu nữa cô chịu được không? Cô cô bị điên rồi hả? Cuối cùng cũng tới rồi. Khương đại thúc, Khương đại thẩm, có chuyện gì không vậy? Cậu là người gì? Tại sao lại cướp hàng của chúng tôi? Bà nói cái gì? Tôi không hiểu ý của bà. Sao cậu lại cướp hàng của chúng tôi? Được, tôi nói là tôi làm đó. Sao cậu lại làm như vậy? Tôi có thể nói với các người, nhưng trước khi tôi nói, các người phải hứa với tôi, lời tôi nói ngày hôm nay không được nói với bất cứ ai. Nếu không, chết tôi cũng không nói. Được, tôi hứa với cậu. Tôi là người của hội đồng minh ở Phật Sơn để điều tra chuyện của hội Lam Đao. Lần trước là phụng mệnh hành sự. Ai có thể chứng minh điều cậu nói chứ? Tin hay không thì tùy bà. Vậy còn người cùng với cậu đi cướp hàng là ai? Tôi không nói ra được. Nhân Sâm đang ở đâu vậy? Đã giao nộp rồi. Chúng tôi dựa vào đâu để tin cậu đây? Cho dù anh là người của hội đồng minh, hôm đó anh đánh mẹ tôi bị thương cũng là đang phụng mệnh hành sự sao? Tôi... Phải. Lần trước là tôi làm sai. Tôi sợ thân phận bị lộ nên ra tay hơi nặng chút. Tôi xin lỗi. Các người cướp cây nhân sâm đó rốt cuộc dùng để làm gì? Tôi thật sự không nói được. Vì phải làm sao? Tôi cho cậu biết, trong vòng 3 ngày phải trả hàng lại cho chúng tôi. Nếu không tôi không tha cho cậu đâu. Chuyện cướp số hàng đó là Kỷ Thanh Dân làm sao? Hắn nói hắn là người của hội đồng minh. Ông thấy lời này có đáng tin không? Tuy tôi không hiểu gì nhiều về con người này, nhưng từ hành vi cử chỉ thường ngày của hắn mà nói, không giống như người tâm thuật bất chính. Tôi đoán là có khi nào lúc đó hắn có nhiệm vụ cơ mật trên người nên mới đi cướp cây nhân sâm đó. Bất luận thế nào, thông qua hắn mới có thể tìm lại được cây nhân sâm đó. Coi ra tên Diêu Lập Trung không phải là người bình thường đâu. Hắn năm lần bảy lượt xen vào chuyện của chúng ta, đối đầu với ta. Lần này lại phá hỏng chuyện lớn của ta. Đi điều tra thân phận của hắn đi. Ông Công à, tôi thấy Diêu Lập Trung không giống người của Diên Thế Khải, mà giống người của hội đồng minh. Nhược Phi, dạ, người mau chóng phái người đi điều tra thân phận của Diêu Lập Trung và Kỷ Thanh Dân. Bây giờ ta nghi ngờ người cướp đi nhân sâm chính là họ. Dạ. Nếu như điều đó là sự thật thì tiễn họ lên Tây Thiên. Dạ, công công. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
dựa vào hai tên tiểu tử mà muốn phá hỏng đại nghiệp của ta. Đúng là không biết trời cao đất dày. Hồng Thái, tôi biết ngay là anh sẽ không bỏ mặc tôi mà. Nhà đầu tôi nói cho cô biết, sau này không được phép uống rượu nữa. Nhưng tôi nghe người ta nói uống rượu có thể quên đi mọi chuyện, nhưng mà tôi không thể quên được anh. Nếu như không quên được thì đừng miễn cưỡng bản thân mình. Tôi chỉ là mong muốn mỗi ngày đều được gặp anh, nói chuyện với anh. Sao suốt ngày anh cứ căm ghét tôi vậy? Tôi nói tôi căm ghét cô hồi nào vậy? Anh hứa với tôi, vậy anh đừng rời xa tôi. Không rời xa, không rời xa. Cô đó, nhắm mắt lại nhìn thấy Hồng Thái, nhưng khi mở mắt ra là nhìn thấy tôi. Tôi thấy cô hãy tỉnh táo lại sớm đi. Tiểu thư à, tiểu thư. Tiểu thư, tiểu thư, sao cô uống nhiều dữ vậy? Trời, cô nhìn kìa. Người phụ nữ này sống thì đem nhân sâm tới sơn trang tỉnh thủy, nếu không thì dẫn đi đi. Anh Thái đã tìm được dân sâm. Đi đi. Dạ. Sư
Sơn Trang Tịnh Thủy. Trang chủ An Đức, ông phái người đánh lén tôi lại bắt Mộng Ảnh đi. Giờ lấy được nhân sâm rồi, sao còn chưa chịu thả người nữa? Lùi xuống đi. Dạ. Đúng là tôi phái người tới nhà Diêu Lập Trung tìm nhân sâm, nhưng mà không tìm thấy nên mới mời vợ của cậu ta tới đây. Chúng tôi muốn dùng vợ của Diêu Lập Trung trao đổi nhân sâm với cậu ta. Sao lại nói là chúng tôi cướp đi nhân sâm chứ? Tôi nói cho ông nghe, giống dĩ tôi đã định dùng nhân sâm để đổi lấy Lý Mộng Ảnh, nhưng giữa đường một đám người xông ra đánh lén tôi cướp đi nhân sâm. Không phải các người thì là ai nữa chứ? Hả? Còn có người hứng thú với nhân sâm sao? Là người nào mới được đây? Ông đừng có giả vờ nữa, có thả người không đây? Kỷ Thanh Vân, tôi thấy cậu là người thông minh, sao cậu không suy nghĩ cho kỹ? Mục tiêu của chúng tôi là nhân sâm. Nếu lấy được nhân sâm rồi, chúng tôi giữ lại Diêu phu nhân làm gì? Người của Sơn Trang Tỉnh Thủy làm việc một là một, hai là hai, việc dư thừa sẽ không bao giờ làm. Ê, Kỷ Thanh Vân, tôi thấy cậu quan tâm Diêu phu nhân như vậy, hả? Có phải có ý gì hay không hả? Ông đừng có nói nhảm. Tôi và đoàn trưởng Diêu là bạn tốt, tôi sẽ không để cho ông đụng tới một cọng tóc của Diêu phu nhân. Như vậy đi, cậu hứa với tôi điều kiện này, tôi lập tức thả Diêu phu nhân ra. Nói đi, là điều kiện gì? Tôi nói cho cậu biết, Sơn Trang Tỉnh Thủy chúng tôi là phân hội của hội Lam Đao. Tôi muốn cậu gia nhập hội Lam Đao, cùng nhau truy tìm tung tích của nhân sâm. Tôi sớm đã biết các người thuộc về hội Lam Đao rồi. Tôi hỏi thêm lần nữa, có gia nhập hay không? Muốn tôi phản bội, tôi thà chết đó. Con người của cậu đúng là chấp mê bất ngộ. Bây giờ tình thế không có lợi cho cậu. Thứ nhất, thân phận của cậu bị lộ, tổ chức của cậu sớm muộn cũng sẽ bỏ rơi cậu. Thứ hai, nhân sâm bị mất rồi, cậu quay về không thể ăn nói với tổ chức. Thà để chịu phạt, chỉ bằng bản thân nghĩ ra cách sớm hơn. Tôi muốn cậu quay ngược lại làm mật thám của chúng tôi, giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của hội đồng minh. Tôi lập tức thả Diêu phu nhân ra. Hơn nữa, tôi bảo đảm để cho cậu được thành công. Nhưng mà tôi không phải nói trước đâu nha. Nếu đã gia nhập hội Lam Đao mà có mưu đồ bất chính, làm gì sai trái, làm ra những chuyện bất lợi cho hội Lam Đao, tôi sẽ khiến cho cậu sống không được, chết cũng không xong. Còn về Diêu phu nhân, chúng tôi sẽ làm ra chuyện khiến cậu không thể ngờ tới. Vân Anh, con có biết là ai đem nhân sâm về đây không gì? Con giật mình thức dậy đã phát hiện cái hộp này rồi. Con cũng không biết. Mặc kệ là ai, cứ đem về đây là được rồi. Thiết Sương, hả?
Chúng ta mau chóng đem nhân sâm giao cho người ta đi, cũng coi như có thể ăn nói với họ rồi. Ông Dung à, ông đang nghĩ gì vậy? Cây nhân sâm này nhìn vào không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ Kỷ Thanh Vân phí nhiều công sức như vậy cướp cây nhân sâm này có liên quan gì tới kho báu thật sao? Ý, có khi nào là Kỷ Thanh Vân đem tới đây hay không? Tôi muốn cậu quay ngược lại làm mật thám của chúng tôi, giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của hội đồng minh. Tôi lập tức thả Diêu phu nhân ra. Không tham ô với họ thì cậu sẽ chết chung thịt nát xương tan, cậu có hiểu không? 500 đại dương, 500 đại dương cũng không để tôi xỉ ra cửa là. Cậu muốn tìm việc làm hả? Đứa tôi mà nằm mơ, đừng nhờ quê kia. Hơn nữa tôi bảo đảm để cho cậu được thành công. Thanh Vân, Mộng Ảnh, cô đã về rồi. Họ không có làm khó gì cô chứ? Không có. Đám người đó rốt cuộc làm cái gì vậy? Tại sao đã bắt tôi rồi lại thả tôi ra? Tóm lại cô không sao là tốt rồi. Anh biết lý do họ bắt tôi sao? Có lẽ là bắt cóc. Họ không làm tổn thương cô chứ? Vậy thì không có. Nhưng mà họ suốt ngày hỏi tôi là Lập Trung ở đâu. Tôi sợ họ sẽ gây bất lợi cho Lập Trung. Mộng Ảnh à, chuyện này bỏ qua như vậy đi nha. Cô đã trở về rồi, đừng nói cho cậu ấy biết. Mắc công cậu ấy lo. Không đúng Thanh Vân. Có phải anh có chuyện gì giấu giếm tôi không? Anh nói tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộng Ảnh, cô yên tâm. Cô và Lập Trung không có chuyện đâu. Cho dù tôi có liều cả mạng sống thì cũng sẽ bảo vệ cho hai người. Trước khi chưa tìm thấy nhân sâm, nhất định không được giám sát lơ là Kỷ Thanh Vân. Trang chủ, tôi nhất định sẽ giám sát nhất cử nhất động của hắn. Minh Dung Thương Hải có tình hình gì không? Bẩm trang chủ, Khương Thiết Sơn muốn gặp. Khương Thiết Sơn? Chẳng lẽ có liên quan tới nhân sâm à? Mời. Dạ. Khương sư phụ không có việc cũng không đến đây, hôm nay có chuyện gì hay không? An trang chủ, hàng của ông đã tìm được rồi, hôm nay tôi trả lại cho ông. Nhưng tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Kể từ bây giờ, các người không được kiếm chuyện với Dung gia nữa. Chuyện này ông yên tâm, quân tử nhất ngôn tứ mã năng truy, tôi quyết không nuốt lời. Được, tôi tin ông. Giữa hai chúng ta từ nay về sau không có liên quan gì nữa. Được. Giả rồi. Giả rồi. Trang chủ, sao lại nói cây nhân sâm này là giả vậy? Đầu cây nhân sâm thật có chấm màu đỏ, cây này không có. Khốn kiếp, dám dùng nhân sâm giả đi gạt tôi hay sao? Trang chủ, nghe giọng điệu của Khương Thiết Sơn, chắc chắn không biết cây nhân sâm này là thật hay giả đâu. Tôi nghi ngờ Diêu Lập Trung giấu nhân sâm thật ở chỗ khác rồi. Thật ra giấu ở chỗ nào đây? Diêu Lập Trung, chắc chắn là hắn. Tôi không tha cho hắn đâu. Bến cảng Phật Sơn. Đi thôi. Thanh Vân, anh ở đây làm gì vậy? Tôi ở đây đợi cậu. Đợi tôi? Có chuyện gì vậy?
thân phận của cậu đã bị lộ rồi. Hội Lam Đao đã nhận ra cậu. Có phải cậu giao đấu với Lâm Dực Phi không? Ừ, tôi biết sẽ có vấn đề mà. Mộng Ảnh có biết hay không? Cô ấy vẫn chưa biết, nhưng cô ấy đã bị Hội Lam Đao nhắm trúng. Nhưng mà mục tiêu thật sự của họ là cậu. Không được, tôi phải đi thăm Mộng Ảnh. Mộng Ảnh, Mộng Ảnh à, Mộng Ảnh, Mộng Ảnh, Mộng Ảnh, Mộng Ảnh à, Mộng Ảnh, Mộng Ảnh, Mộng Ảnh. Lâm Diệp Phi, anh đã bắt Mộng Ảnh đi đâu rồi? Diêu Lập Trung, thì ra anh là người của đồng minh hội. Nếu như anh không muốn vợ của anh bị giết thì hãy ngoan ngoãn giao Nhân Sâm ra đây đi. Tôi hoàn toàn không biết Nhân Sâm ở đâu. Giao Mộng Ảnh ra đây. Nếu anh không giao Nhân Sâm ra đây thì đừng hòng gặp lại vợ anh. Theo nữa. Dù gì hắn cũng là người của Sơn Trang Tĩnh Thủy, không chạy thoát được đâu. Thành Dân, họ bắt Mộng Ảnh đi rồi, có phải thật hay không? Lập Trung, nếu bắt cậu lấy Nhân Sâm đổi Mộng Ảnh, cậu có đổi không? Nếu như Nhân Sâm thật sự liên quan tới kho báu, họ lấy được Nhân Sâm rồi chắc chắn sẽ phát động phản loạn. Tới lúc đó quả thật tôi cũng không biết sẽ gây hại cho bao nhiêu người. Chẳng lẽ cậu vì người khác mà bỏ mặc sống chết của Mộng Ảnh sao? Vì Mộng Ảnh, dù có liều mạng tôi cũng sẽ đi cứu cô ấy. Nhưng mà Nhân Sâm không thể giao cho họ. Lập Trung, Mộng Ảnh đã được tôi đem giấu rồi, cho nên rất an toàn. À, thật sao? Mau dẫn tôi đi tìm Mộng Ảnh đi. Nè, không được. Bây giờ cậu bị người của Sơn Trang Tĩnh Thủy giám sát. Nếu như cậu đi tìm cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. À, vậy phải làm sao? Tốt nhất nên rời khỏi Phật Sơn, trốn đi. Được rồi, vậy tôi ra ngoài lẫn trốn vậy. Ừ, cậu yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Mộng Ảnh. Ừ, tìm được điểm dừng chân tôi sẽ báo với hai người. Ừ, vậy bây giờ cậu định đi đâu? Tôi tìm Dung Lão Gia, ông ấy sẽ giúp tôi tìm được một nơi để lẫn trốn. Thành Dân, anh phải cẩn thận, đừng để lộ thân phận của mình. Ừ, được.
Tiền bối có chuyện gì không? Ông Dung à, chúng tôi đã trả hàng lại cho Sơn Trang Tỉnh Thủy rồi. Nhạc phụ tôi muốn đi tới Quảng Châu một chuyến. Tôi nghĩ là Văn Anh tạm thời ở lại đây trước, phiền ông chăm sóc cho nó nghe. Còn tôi tới Quảng Châu thăm bạn bè, bọn họ không yên tâm cứ đòi đi chung với tôi. Nên mà tôi kêu họ chuẩn bị xe cho ông. Tôi đã chuẩn bị xe rồi, tôi đi trước nghe. Một thời gian nữa sẽ quay về. Dạ, đi thông thả. Lão gia, lão gia, Đoàn Trưởng Diêu tới rồi. Người đâu? Đang ở hậu viện. Dẫn tới thư phòng đi. Dạ. Dung lão gia, không giấu gì ông, tôi bên hội đồng minh. Giờ thân phận của tôi đã bị lộ, Sơn Trang Tỉnh Thủy cắn chặt tôi không tha, cũng chỉ vì cái nhân sâm này, nên tôi phải rời khỏi đây. Cậu có thể nói cho tôi biết tại sao ai ai cũng muốn giành được cây nhân sâm này? Trên giang hồ đồn rằng trước khi Từ Hy Thái Hậu qua đời đã giấu một cái kho báu lớn ở trong lăng mộ của bà ta. Vị trí cụ thể của cái kho báu này chỉ có đại thái giám Lý Liên Anh biết thôi. Bây giờ Lý Liên Anh chết rồi, manh mối duy nhất tìm được kho báu đó chỉ có duy nhất ở cây nhân sâm này mà thôi. Khương Thiết Sơn không phải đã đem nhân sâm trả lại cho Sơn Trang Tỉnh Thủy sao? Cây nhân sâm này của cậu là... Nhân sâm mà Khương Sư Phụ đem trả cho Sơn Trang Tỉnh Thủy là ai đã lấy trộm từ chỗ của tôi cũng không biết. Nhưng trước khi tôi đi Tam Thủy, tôi đã đem tráo đổi cây nhân sâm thật đi chỗ khác. Hèn chi. Sao tôi không nhìn ra ở trong cây nhân sâm này có chôn giấu bí mật lớn như vậy? Bí mật này hội đồng minh chúng tôi cũng không tìm được. Nhưng trước khi câu đố này được giải đáp, không thể để cây nhân sâm này rơi vào tay của Sơn Trang Tỉnh Thủy. Hôm nay Diêu tiên sinh tìm tôi là có ý gì? Tôi muốn nhờ Dung lão gia giúp tôi bảo quản cây nhân sâm này. Vậy còn cậu thì sao? Tôi còn chưa nghĩ ra, mong Dung lão gia chỉ điểm cho. Như vậy đi, tôi sắp xếp người đưa cậu tới Từ Ân Tự, chủ trì Nhất Sơn đại sư ở đó là sư đệ của tôi, cậu sẽ rất an toàn. Cảm ơn Dung lão gia giúp đỡ. Kỷ Thanh Vân, tôi sắp bắt được Diêu Lập Trung rồi, sao anh lại giúp cho hắn? Anh có âm mưu gì hả? Cho dù cậu bắt được Diêu Lập Trung và Lý Mộng Ảnh, Diêu Lập Trung cũng tuyệt đối không giao ra nhân sâm. Tôi quá hiểu Diêu Lập Trung, hắn tuyệt đối sẽ không vì chuyện của chính bản thân mình mà bán đứng hội đồng minh. Tôi buộc phải để hắn tin tôi đang cùng chuyến tiếng với hắn mới dò ra được tung tích của nhân sâm. Thanh Vân à, diễn kịch hay lắm. Tin rằng Diêu Lập Trung sẽ không bao giờ ngờ được cậu là người của chúng tôi. Tôi gạt Lập Trung như vậy, thật sự cảm thấy không đành lòng. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Con đường cậu chọn là đúng. Thật ra bất luận là chính phủ Bắc Dương hay hội đồng minh đều giống như hội Lam Đao vậy, chủ ai người nấy thờ. Ai đánh thắng, thiên hạ là của người đó. Ở trên thế giới này, kẻ thắng người thua, không phân biệt đúng sai. Hả? Cậu đánh thắng rồi ai dám nói cậu sai chứ? Tôi biết rồi, tôi biết là sau này phải làm gì. Thanh Vân à, cậu gia nhập hội đồng minh lâu như vậy vẫn nghèo rớt mồng tơi. Nè, cầm lấy, nhớ kỹ. Chỉ cần làm được việc, hội Lam Đao chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu. Thành Dân, hành tung của Diêu Lập Trung cậu biết không? Tôi biết, hình như cậu ấy đã tới Dục Gia. Tôi nhất định sẽ nhanh chóng dò hỏi được tung tích của nhân sâm. Trang chủ hãy yên tâm. Được, tôi đợi tin tốt của cậu. Được.
Mong Ảnh, cô sao rồi? Cứ nằm im, cứ nằm im. Nằm thêm một chút nữa đi. Hồi chiều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đó có phải muốn hại Lập Trung không? Lập Trung đã không có chuyện gì nữa. Giờ Lập Trung đang ở đâu? Hả? Yên tâm đi, cậu ấy đi rồi. Cậu ấy chỉ rời khỏi Phật Sơn để lẩn trốn. Trốn sao? Tại sao phải trốn vậy? Anh ấy đã làm chuyện gì vi phạm luật pháp hả? Không phải. Mộng Ảnh, cô nghe tôi nói. Lập Trung ở Phật Sơn bí mật điều tra chuyện loạn đảng muốn phục quốc. Bây giờ thân phận đã bị lộ, bọn loạn đảng đó đang đi tìm cậu ấy. Vậy bọn loạn đảng đó có giết anh ấy không? Không có đâu. Chỉ cần rời khỏi Phật Sơn, cậu ấy sẽ an toàn. Thành Nhân, anh phải giúp tôi tìm được tung tích của Lập Trung. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, anh cũng phải nói tôi biết. Tuyệt đối đừng giấu giếm tôi. Tôi và Lập Trung là vợ chồng. Cho dù xảy ra chuyện lớn lao gì, cũng phải sống chết có nhau. Mộng Ảnh, cô yên tâm đi. Lập Trung đã nói rồi, chỉ cần cậu ấy tìm được nơi dừng chân, lập tức báo cho tôi biết. Cô hãy nghỉ ngơi một lát đi ha. Nè, tôi tắt đèn rồi đi ra ngoài nha. Cây thương là vua của vũ khí. Bởi vì uy lực dũng mãnh của nó trong trận chiến với tốc độ nhanh dễ biến hóa, khiến cho người ta không thể đề phòng. Dương Kính Nghiêu thời Ngũ Đại chơi được cây thương 30 cân. Đường Quốc Trì Kính Đức sử dụng thương bát thương. Tống Triệu Lập Tắc sử dụng song thương. Dương Diệu Trinh dùng Lê Qua Thương 20 năm đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Nhạc Phi dùng Trượng Bát Thương hành thích Hát Phong Đại Dương. Cũng bởi vì thương pháp biến hóa không lường, cho nên cũng được gọi là Bách Binh Chi Tặc. Cha, vậy Tỏa Hầu Hương đoạt mệnh so với thương pháp khác, cái nào lợi hại hơn? Thương pháp của người xưa đã bị thất truyền. Thật ra chỉ cần có thể khắc chế chiêu thức chính là võ công có hiệu quả. Cây đao là Bách Binh Chi Soái, xuất hiện sớm hơn những loại binh khí phổ biến nhất. Đại đao để mã chiến, yêu đao để bộ chiến và song đao nữa, còn linh hoạt hơn cây thương. Đao pháp nói tới chém chặt cản trát mạc, đơn giản hơn thương pháp, cho nên võ tướng ngày xưa sử dụng đao nhiều hơn. Ừ, cái này thì con biết. Quan Vũ thời Tam Quốc sử dụng chính là Thanh Long Yển Nguyệt Đao 82 cân. Kiếm được gọi là Bách Binh Chi Tú, lấy múa kiếm nhẹ như nhảy múa, bộ pháp linh hoạt, động tác nhanh gọn, hơn nữa biến hóa rất nhanh, không giống đao pháp dũng mãnh ở phía bên ngoài mà nó có tác phong tao nhã, cho nên nó và Cầm Kỳ Thư được liệt vào văn nhân tứ bảo. Cha, con luôn cảm thấy kiếm là binh khí của con gái dùng khi sử dụng dễ dàng hơn. Nói về côn, côn được gọi là Bách Binh Chi Thủ, là binh khí nguyên thủy nhất. Cho dù một người không hề biết võ thuật, trong lúc họ phòng thân tự vệ cũng có thể thoải mái tùy tiện mà sử dụng cây côn. Cây côn là phổ biến nhất trong các binh khí, cho nên được gọi là Bách Binh Chi Thủ. Côn pháp nói tới chặt, băng, triền, nhiễu, điểm, bát, lan, phong, liêu, tảo. Cây côn như núi, hộ vệ xung quanh. Thương đánh một đường thẳng, côn đánh cả mạng lớn. Thương rất nhọn, đánh kẻ địch bị thương dựa vào mũi nhọn cây thương. Côn không nhịn, đánh kẻ địch bị thương dựa vào cách đánh của côn. Thương pháp và côn pháp là tương thông, có thể bù đắp qua lại lẫn nhau. Tuy côn không mũi nhọn, nhưng dù bất cứ bộ phận trên cơ thể bị đánh đều có thể làm nội tạng bị thương.
cho nên đem thương pháp hòa vào công pháp sẽ có thể nâng cao tính sát thương nhiều hơn. Ờ, cha, con hiểu rồi. Ý của cha là nếu đem tỏa hầu hương hòa vào tề mi côn có thể nâng cao quy lực của nó. Điều kỵ nhất trong võ thuật là tính cứng nhắc. Cùng một chiêu thức con có thể dùng chính diện cũng có thể dùng phản diện. Bản thân con phải đi so sánh loại này quy lực lớn. Con có thể hòa thương pháp vào trong côn pháp, cũng có thể trong cùng lúc con sử dụng côn pháp cộng thêm hổ hạc song hịch quyền. Chỉ cần con chịu suy nghĩ, cho dù con chỉ biết một loại binh khí, một bộ quyền pháp, vẫn có thể biến hóa khôn lường, thậm chí tự sáng tạo chiêu thức. Ồ, thì ra trong việc luyện võ còn có nhiều điều kỳ diệu như vậy. Dù văn hay võ, thật ra tất cả đạo lý trên thế gian này đều là tương thông. Vạn vật đa dạng, biết một được ba, học phải thực hành. Như vậy có một ngày con mới có thể cảm nhận được điều kỳ diệu trong võ thuật. Lão gia, Kỷ Thanh Vân tiên sinh muốn gặp. Mời tới phòng khách đi. Dạ. Dung lão gia, ông có biết là bây giờ Lập Trung đang ở đâu không? Sao vậy, cậu không biết à? Đúng vậy, tối qua cậu ấy nói tới chỗ của ông, tới giờ còn chưa về nhà. Tôi rất lo lắng, cho nên tôi muốn hỏi thăm ông. Cậu ngồi đi. Dạ. Vì phu nhân cũng rất lo lắng, cho nên hy vọng Dung lão gia mà biết tin tức thì hãy báo cho tôi biết. Mắc công vợ cậu ấy lo. Cậu đi nói với vợ của Lập Trung, vợ cậu ấy bình an vô sự. Tôi đã đưa cậu ấy tới Từ Ân Tự rồi, kêu cậu ấy đừng lo. Dạ được, chỉ cần Lập Trung không sao là được rồi. Tôi xin phép cáo từ. À, đi thong thả. Khương cô nương, cô gọi tôi có chuyện gì không? Thật ra tôi nên gọi chị là Văn Anh. Tôi có vấn đề này muốn hỏi chị. Chị có biết là con gái phải làm như thế nào mới khiến cho con trai thích không? Cái này tôi cũng không có kinh nghiệm gì. Chị chắc chắn sẽ biết. Nếu không phải chị có sức hấp dẫn thì tại sao anh tôi lại chết mê chết mệt vì chị như vậy chứ? Chị dạy cho tôi đi. Tại sao anh cô lại thích tôi, tôi cũng không dám nói. Nhưng mà tôi cảm thấy phụ nữ không nên ngày nào cũng bám lấy đàn ông. Cô nghĩ đi, ai lại thích một người suốt ngày bám lấy mình như keo dán sắt vậy chứ? Tôi hiểu rồi. Hèn chi anh ấy không thích tôi, thì ra là tôi suốt ngày bám lấy anh ấy, khiến anh ấy ghét tôi. Thích hả? Cô thích ai vậy? Chị đừng hỏi nữa, đợi thời cơ chín mùi tôi tự động sẽ dẫn anh ấy tới ra mắt. Vậy chị nói cho tôi biết đi, còn chuyện gì không nên làm nữa? Không nên làm hả? Tôi cảm thấy hai người không nên ngày nào cũng ở bên nhau. Nếu như ngày nào cũng ở bên nhau như vậy thì sẽ thấy chán. Nếu cô ngày nào cũng không được gặp anh ấy thì sẽ nhớ lắm. Nhưng mà nếu ngày nào cũng không gặp anh ấy, trong lòng tôi thấy rất trống trải, khó chịu lắm. Hay là vậy đi, cô rảnh rỗi thì đi dạo phố, học võ thuật, tìm một số công việc mà bản thân cảm thấy hứng thú. Nếu không thì làm quen thêm vài người bạn. Không giấu gì chị, tuy tôi từ nhỏ tới lớn được người khác cưng chiều, được yêu thương, nhưng mà người bạn thật sự của tôi không có người nào cả. Cho nên trước giờ tôi luôn bám lấy anh tôi chơi với tôi.
Đâu có đâu. Trước mắt cô không phải có một người sao? Thật vậy hả chị Giang Anh? Nhưng mà trước đây tôi thường cãi nhau với chị, còn cố ý chống đối chị nữa. Chị không giận tôi hay sao? Tôi giận cô lắm đó. Không phải đâu, tôi thích những cô gái tính tình thẳng thắn giống như cô. Hai chúng ta là không đánh không quen biết. Tôi hy vọng sau này chúng ta có thể trở thành bạn bè thực sự. Tốt quá rồi. À phải rồi, sau này nếu có chỗ nào tôi làm không được tốt, chị cứ chửi tôi đi, nói tôi cũng được. Chuyện qua rồi thì cho qua đi. Sau này chúng ta phải có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Sao hả? Hồi chiều luyện công nghiệm ra được cái gì không? Những gì cha dạy con, hình như con lĩnh ngộ được một chút. Hả? Tốt lắm. À, lát nữa cha phải rời khỏi Phật Sơn, tới chỗ khác làm chút công chuyện. Lúc cha không ở nhà trông nom nhà cửa cho tốt. Cha muốn đi đâu vậy? Con đừng có hỏi nữa. Cha làm xong việc sẽ nhanh chóng quay về. Hả? Lão gia, ông gọi tôi. À, con về phòng trước đi, cha nói vài câu với bác Thành. Dạ. Bác Thành à, thu dọn hành lý đơn giản cho tôi, sáng mai tôi khởi hành nhanh chóng tới Thiệu Quan. Dạ được. Đợi đã. Sau khi tôi đi, bác lập tức phái người tới Quảng Châu báo với Miêu lão tiền bối và Khương sư phụ, kêu họ nhanh chóng tới Từ Ân Tự để gặp mặt tôi. Dạ. An Trang chủ, tôi đã tới Dung gia hỏi chuyện rồi. Diêu Lập Trung không còn ở Dung gia nữa. Vậy có điều tra được bây giờ Diêu Lập Trung đang trốn ở đâu hay không? Dung lão gia nói hắn đã đi tới Từ Ân Tự. Hèn chi nhận được mật báo là hôm nay Dung Thương Hải đã rời khỏi Phật Sơn rồi. Nói không chừng hắn cũng đi tới Từ Ân Tự. Bây giờ xem ra Nhân Sâm không ở trong tay của Diêu Lập Trung, thì ở trong tay Dung Thương Hải. Trang chủ, có chuyện gì? Nếu như ông lấy lại được cây Nhân Sâm thì ông có giết Diêu Lập Trung hay không? Vậy thì phải xem hắn có chống đối với hội Lam Đao hay không. Nếu như có thể thì tôi muốn xin Trang chủ hãy thủ hạ lưu tình. Xem ra cậu vẫn còn nể tình nghĩa ngày xưa. Cậu có tấm lòng lương thiện. Nhưng tôi muốn hỏi cậu, nếu hắn tiếp tục chống đối với hội Lam Đao thì cậu tính làm sao? Tục ngữ nói mỗi người mỗi chí hướng. Nếu như cậu đã chọn con đường đi khác với hắn thì đừng có do dự. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới tương lai tốt của cậu rồi. Mộng Ảnh, Mộng Ảnh, cả buổi trưa cô đã không ăn gì rồi. Nè, ăn miếng cháo đi. Thanh Dân, anh hỏi thăm được tung tích của Lập Trung chưa? À, trước khi cậu ấy đi có tới nhà của Dung lão gia. Dung lão gia nói cậu ấy rất là an toàn, nhưng cậu ấy đang ở đâu thì tôi lại không biết. Dung lão gia nói như vậy e rằng chỉ muốn an ủi tôi thôi. Yên tâm đi, chỉ cần Lập Trung rời khỏi Phật Sơn sẽ rất an toàn. Hơn nữa cậu ấy nói khi nào tìm được nơi dừng chân sẽ báo với chúng ta. Vậy tôi phải đợi tới khi nào? Không lẽ phải đợi tới lúc anh ấy xảy ra chuyện? Không có đâu, Lập Trung vừa mới rời khỏi Phật Sơn, làm gì có tin tức nhanh vậy. Cô hãy chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn đi. Cảm ơn anh Thanh Nhân. Cảm ơn cái gì, đây là điều tôi nên làm mà. Huống hồ trước khi Lập Trung đi kêu tôi chăm sóc cho cô, lỡ như cô xảy ra chuyện gì tôi làm sao mà ăn nói với cậu ấy hả? Được rồi, tôi không nói nữa. Cô đó, ăn hết cháo đi, rồi sau đó ngủ một giấc thật ngon. Tôi ra ngoài trước nha, đóng cửa giùm cô luôn nha. Hả?
Hồng Thái là cậu à? Tổng quản, tôi vừa tuần tra tới đây. Lúc nãy tôi nghe bên này có tiếng động, có phải có chuyện gì không? Không có. Đừng có lười biếng đó, lo canh chừng đi. À khoan, nếu như để cho anh biết được chuyện này sẽ là chúng ta đó. Tôi thật lòng muốn làm một chút chuyện cho cha. Sao cha suốt ngày không tin tưởng tôi vậy? À khoan, ở trên thế giới này còn ai tin tưởng anh và hiểu rõ anh hơn cha của anh chứ? Chỉ là ông ấy cảm thấy anh hơi lỗ mãng. Anh có biết không, Sơn Trang Tĩnh Thủy rất khó lường, cực kỳ nguy hiểm. Nếu gặp phải Lý Kình Thiên, chẳng phải chúng ta phải bỏ mạng sao? Tôi cũng biết làm như vậy rất là nguy hiểm, nhưng mình luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó. Diêu tiên sinh, tới giờ uống thuốc. À, được rồi. Cảm ơn cậu nhé. Hôm nay Diêu tiên sinh cảm thấy sao rồi? Đỡ nhiều rồi. Lúc nãy Nhất Sơn đại sư căn dặn, nói sau khi uống xong chén thuốc này thì không cần phải uống nữa. Cảm ơn cậu và Nhất Sơn đại sư. Diêu tiên sinh, đây là việc tôi nên làm mà. Phải rồi. Hôm nay là mùng năm hả? Đúng vậy. Diêu tiên sinh có chuyện gì không? Không có gì. Hôm nay là sinh nhật của vợ tôi. Ồ. Diêu tiên sinh, anh yên tâm đi. Diêu phu nhân không trách anh đâu. Đợi sau khi chúng ta quay về Phật Sơn, chúng ta cùng nhau chúc mừng cho Diêu phu nhân. Diêu thí chủ, phương trưởng mời anh qua đó. Được. Mộng Ảnh. Mộng Ảnh. Mộng Ảnh à? Sao vậy? Có tin của Lập Trung rồi à? Không phải. Sao cô thức dậy rồi? Sức khỏe đã đỡ hơn chưa? Tôi vẫn khỏe. Nè, tặng cho cô đó. Ngày hôm nay là sinh nhật của cô. Cảm ơn anh Thanh Vân. Vậy mà anh còn nhớ tới sinh nhật của tôi. Có gì đâu chứ, cầm lấy đi. Cô có thích không? Đẹp lắm. Cảm ơn anh. Hôm nay cô sinh nhật, cô phải vui lên đó nha. Mộng Ảnh, cô đừng ủ rũ nữa. Tôi biết là cô đang lo lắng chuyện gì. Cô như vậy không tốt cho sức khỏe. Trước đây cô không phải như vậy. Trước đây cô rất lạc quan, rất hoạt bát. Lập Trung chỉ đi chỗ khác trốn một thời gian thôi. Cô hà tất phải đa sầu đa cảm như vậy. Tôi cũng không biết tại sao trái tim tôi cảm thấy... Được rồi, thôi đi. Coi như tôi xin cô đi có được không? Cũng không biết tới khi nào Lập Trung mới có thể trở về đây. Sư phụ, Diêu thí chủ tới rồi. Con đi đi. Dung lão gia, xong lễ đi. Trước giờ tôi quên mất sư đệ tôi biết nhiều chuyện, rất có nghiên cứu về kỳ môn ám thuật, cho nên tôi mới đem nhân sâm tới đây thỉnh giáo sư đệ. Sư huynh, nếu cái nhân sâm này liên quan tới kho báu của Từ Hy Thái Hậu thì nhất định là thợ lành nghề trong cung điện làm. Quanh quẩn mấy phương pháp thôi. Thứ nhất là văn đầu điêu khắc, thứ hai là ám tuyên thủy ấn. Cây nhân sâm này không nhìn thấy dấu vết của văn đầu điêu khắc. Vậy chúng ta sẽ thử xem ám tuyên thủy ấn. Thank you.
A-di-đà-phật, thí chủ có chuyện gì không? Dung Thương Hải và Diêu Lập Trung đã ở đây có phải không? Tôi nghĩ các người bị nhầm lẫn rồi. Nơi này là Phật môn thanh tịnh, tìm người xin mời tới chỗ khác tìm. Lục soát đi. Dạ, lục soát. Lục soát. Phật môn thanh tịnh sao dám xông vào? Kẻ nào dám cản, giết! Hình như là cái bản đồ. Để tôi ra ngoài xem. Dung gia, nếu đây thực sự là một cái bản đồ thì vị trí dấu kho báu của họ ở đâu chứ? Cậu có cảm thấy con đường đi này có vẻ như giống cây nhân sâm hay không? Lão gia, lão gia, không xong rồi. Bên ngoài có một đám người đánh nhau với Nhất Sư Đại Sư rồi kìa. Dung Thương Hải, mau giao nhân sâm ra đây. Dung lão gia, tôi đi cản lại, ông đi trước đi. Lý Kình Thiên, còn muốn đánh tiếp hay không đây? Dung Thương Hải, ta không tha cho ngươi đâu. Chúng ta đi. Cảm ơn tiền bối cứu giúp.
Chúng tôi nhận được tin của bác Thành nên lập tức tới đây. Cũng may tới đây kịp thời. Sao rồi? Không sao đâu chứ? Dạ, không sao. Dung lão gia, nhân sâm đã bị đốt mất một nửa, chắc họ cũng không biết được bí mật của bản đồ kho báu. Tuy bản đồ kho báu bị cháy, Lý Kình Thiên nhất định sẽ nghĩ cách khác. Chúng ta vẫn phải cẩn thận. Lão Phật gia, nô tài không làm được việc. Nô tài tội đáng muôn chết, chết cũng không tự. Đại thánh bị giết, nô tài thấy không cam tâm. Nô tài dẫn dắt hơn trăm người lưu lạc khắp nơi, ở khắp nơi các tỉnh thành lập hội Lam Đao vì khôi phục vương triều Đại Thanh. Nô tài thật sự đã cúc cung tận tụy vì để kiếm được kinh phí khởi binh, trải qua biết bao nhiêu cực khổ đi tìm bản đồ kho báu. Nhưng không may bản đồ đã bị cướp. Nô tài căm phẫn trong lòng, ăn ngủ không yên, hy sinh không ít thuộc hạ. Tới cuối cùng mọi chuyện cũng công cốc hết rồi. Hận tên nghịch tặc Dung Thương Hải, hắn cố ý đốt bản đồ kho báu, đã phạm phải tội tài đình. Nô tài sẽ lấy thủ cấp của hắn để tế lăng mộ tiên đế. Lão Phật gia, trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ.